Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 24. Còn chưa vào đông, nhưng người trong sân viện đều cảm thấy lạnh toát. Lý Dục Thần, cậu lại dám đến, Mao Khuê Sinh lên tiếng đầu tiên. Lý Dục Thần nhìn ông ta một cái, ông đến từ Phủ Thiên Sư phải không? Đúng thế, bần đạo Mao Khuê Sinh, đệ tử Thiên Sư, Phủ Thiên Sư làm việc theo lệnh, Phụng Thiên Sư lệnh, đến bắt cậu. Còn không mau bó tay chịu trói, Mao Khuê Sinh kiêu ngạo. Nói như vậy, chuyện hôm nay là do ông dẫn đầu làm. Thế thì làm sao? Lý Dục Thần gật đầu, lại nhìn sang những người khác ở trong viện, các người cũng tham gia. Một người trong đó nói, Phủ Thiên Sư thống lĩnh đạo môn thiên hạ, chúng tôi tuân theo hiệu lệnh của họ, đến chém yêu diệt mai. Người này nói năng hùng hồn, cảm giác như tràn đầy chính nghĩa. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Nói, được, xem ra đều có phần, tôi cũng đỡ phải phân chia, ông cụ Lâm đâu. Trương Đạo Viễn nói, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm thương người vô tội, ông cụ ở phòng khách, chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo chúng tôi về Phủ Thiên Sư, ông cụ tự khắc an nhiên về nhà họ Lâm. Ha ha ha, Lý Dục Thần bỗng cười lớn, sẽ không làm thương đến người vô tội. Những người bị thương vong trong Sơn Trang Bắc Khê nhà họ Lâm là người thế nào? Đừng nói với tôi họ cũng là đối tượng của các ông trừ yêu diệt ma. Trương Đạo Viễn hơi lúng túng nói, lúc đó xảy ra sự cố, là hiểu lầm. Hiểu lầm, một câu hiểu lầm, mười mấy mạng người có thể cho qua ư. Lý Dục Thần bỗng nhìn sang Trương Đạo Viễn, trong mắt ý lạnh thấu xương. Trương Đạo Viễn bị anh nhìn đến phát run, muốn giải thích, lại không biết nói thế nào. Ông ta nhớ đến lão già mù lưng gù ra tay trước đó, liền. Đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện người này đã biến mất. Bỗng nghe có người nói, đường đường tu sĩ chính đạo, việc gì phải giải thích với ma đầu, bắt lại là được. Liền thấy một đạo sĩ nhảy ra, giơ kiếm trong tay, giết về phía Lý Dục Thần. Trương Đạo Viễn cách người đó hơi xa, muốn ngăn cản cũng không kịp. Còn Mao Khuê Sinh cách gần hơn nhưng không có ý ngăn cản, chỉ thản nhiên nhìn. Đạo sĩ đó xông đến trước người Lý Dục Thần, giơ kiếm chém xuống. Lý Dục Thần đứng im bất động, đứng ở đó mặc cho hắn chém. Nhìn thấy kiếm sắp chém lên người Lý Dục Thần, đạo sĩ đó bỗng bất động, dường như hóa đá, chỉ mở to mắt nhìn Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bỗng nhiên, kiếm trong tay hắn dường như bị ép, dần biến dạng, và cả cơ thể của hắn cũng biến dạng theo. Mọi người trơ mắt nhìn hắn méo nhỏ, biến nhỏ từng chút một, cuối cùng phụt một tiếng, chỉ còn lại một năm bụi màu đỏ rực bay đi. Trong sân viện yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều rơi vào kinh sợ. Không ai từng thấy thủ đoạn như vậy, đây là võ công. Hay là thuật pháp. Quả nhiên là ma đạo, Mao Khuê Sinh nhìn Lý Dục Thần nói, tà công như vậy, không diệt trừ, chắc chắn là mầm họa thiên hạ. Mọi người đừng sợ, công phu ma đạo, nhìn thì đáng sợ, nhưng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Từ xưa tà không thắng chính. Hiệu lệnh. Ông ta cầm lệnh bài Long Hổ, giơ thật cao. Nhìn thấy lệnh bài, như nhìn thấy thiên sư, tất cả tu sĩ chính đạo, nghe hiệu lệnh của tôi, bắt lấy Lý Dục Thần, không màng sống chết. Trương Đạo Viễn không khỏi cau mày, Long Hổ thiên sư lệnh, ông ta cũng từng nghe rất nhiều lần, bốn chữ không màng sống chết này, hiển nhiên là Mao Khuê Sinh tự thêm vào. Lý Dục Thần có tội hay không, còn phải về phủ thiên sư, đợi thiên sư phán định, bây giờ chỉ là bắt giữ, làm sao có thể không màng sống chết chứ? Nhưng thực lực đáng sợ mà Lý Dục Thần vừa thể hiện ra cũng khiến trong lòng Trương Đạo Viễn sợ hãi, nếu nói không. Phải ma công, ông ta cũng rất khó tin. Nhưng lúc này, mặc dù có lệnh bài Long Hổ, ai dám tiến lên chứ? Tiến lên rõ ràng là nộp mạng. Có người hơi hối hận, vừa nãy không nên ở lại, góp vui cái gì chứ? Đã có người định lén chuồn đi. Có hai người đứng khá gần cổng viện, bèn lặng lẽ đến gần, vừa quay người định xông ra. Cổng viện rõ ràng đang mở, nhưng hai người họ lại như đập vào cổng, ôi a một tiếng, bị bắn ngược trở lại, ngã mạnh xuống đất, mũi cũng bị đập vỡ. Lại có người nhảy lên tường của sân viện, muốn nhảy qua tường bỏ chạy. Nhưng trên tường dường như cũng có màn chắn, họ cũng đụng phải vỡ đầu chảy máu, ngã xuống. Có người hét lớn nói, thế này là sao? Trương đạo trưởng, là ông khởi động trận pháp bảo vệ thiên tinh quan sao? Mau đóng lại đi. Trương Đạo Viễn tỏ vẻ mặt khổ sở nói quan nhỏ, đâu có trận pháp bảo vệ gì.
Thiên tinh quan là lúc này mọi người mới xác định là Lý Dục Thần đang giở trò. Nhưng xung quanh gió mát lồng lộng, cổng lớn mở rộng, bên trên tường viện còn có lá rơi xào xạc, đâu có màn chắn gì. Lần này mọi người đều sợ hãi, nhìn sang Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh biết, mình phải ra tay rồi. Ông vẫn luôn không hành động, là muốn xem rốt cuộc Lý Dục Thần có bao nhiêu thực lực. Nhưng cho đến bây giờ, ông ta cũng không nhìn ra. Xem ra, phải dùng đến bản lĩnh trong nhà rồi. Tay trái Mao Khuê Sinh giơ cao Long Hổ Lệnh, lật tay phải, trên tay đã kẹp 5 tờ lôi phù. Thiên sư Long Hổ ban cho tôi thần uy, trời giáng ngũ lôi, kẻ thuận theo tôi thì sống, kẻ phản nghịch lại tôi thì chết, tất cả như luật lệnh. Liền thấy 5 tờ giấy bùa trong tay ông ta bay ra, thấp thoáng có điện quang lưu động, bay lên không trung, hư không sinh ra sấm sét. 5 tờ bùa giấy mỗi tờ bắn ra một tia sét, 5 đường sét bắn lên lệnh bài Long Hổ màu đen. Lệnh bài Long Hổ được điện quang quấn quanh, từng vòng liên tiếp, phóng ra hào quang chói mắt. Trong hư không thấp thoáng truyền đến tiếng sấm. Gió mạnh nổi lên, lật tung bay tà áo của Mao Khuê Sinh, dưới ánh điện quang chiếu xuống, đúng là giống như thiên thần giáng lâm. Những người trong viện nhìn mà ngẩn người. Đặc biệt là Trương Đạo Viễn, nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Ông ta cũng biết thuật ngũ lôi, nhưng ông ta sấm sét mà ông ta dùng lôi phù triệu hồi ra, cũng chỉ có thể cháy chút lửa. Đâu có uy mãnh như vậy, nhìn mà sợ hãi. Mọi người đều khen ngợi. Không hổ là người của phủ thiên sư, chỉ dựa vào thần thuật ngũ lôi này, tà ma ngoại đạo gì, cũng đều tan thành mây khói. Thượng sự Long Hổ uy võ. Sau đó có người hét, giật chết hẳn đi. Giật chết tên ma đầu này. Giật chết Lý Dục Thần. Thiêu cháy hẳn đi, hóa thành cho. Mao Khuê Sinh tỏ vẻ mặt đắc ý, nhìn Lý Dục Thần, hô một tiếng, đi. Trên Long Hổ lệnh bắn ra một đường điện quang chói mắt, trực tiếp lao về Lý Dục Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lý Dục Thần chết chắc rồi. Không ai có thể đối kháng với thiên đạo. Trong mắt tu sĩ bình thường, sấm sét chính là tượng trưng của thiên đạo giáng uy. Thuật pháp lợi hại nhất tu hành chính là lôi thuật, như thiên lôi thần tiêu của phái thần tiêu, ví dụ như thuật ngũ lôi của phái chính nhất. Thậm chí, độ kiếp trong truyền thuyết cũng là lôi kiếp là chính. Một đường sấm sét từ trên thiên hổ lệnh trong tay Mao Khuê Sinh bắn ra cũng không nói được là kinh thiên động địa, nhưng chắc chắn ra thịt người thường không thể chống lại được. Một đòn này giáng xuống, còn không thành bã chắc. Chỉ sợ ngay cả bã vụn cũng không còn. Trong phút chốc, trong lòng mọi người lóe lên suy nghĩ. Tuy nhiên, Lý Dục Thần chỉ đưa ra một ngón tay, đón lấy đường chớp điện đó. Chớp điện rơi xuống giữa ngón tay anh, phóng ra rất nhiều hồ quang, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm sáng. Tất cả mọi người đều trố mắt ngẩn người. Ngay cả thiên lôi cũng không đánh thương được anh. Có còn là người không? Mao Khuê Sinh kinh ngạc, thuật ngũ lôi đã là thuật pháp lợi hại nhất của ông ta, mà còn là trong tình huống có sự hỗ trợ của thiên sư lệnh Long Hổ. Nếu không có lệnh bài, hiệu quả của ngũ lôi sẽ kém hơn nhiều, vốn không thể hình thành đòn cuối cùng ngũ lôi hợp nhất. Vốn hy vọng đòn tấn công này sẽ đánh đối phương trọng thương, không giết thành bã, thì cũng cháy đen thi thể, vừa hay. Lập uy cho Long Hổ Sơn. Không ngờ, Lý Dục Thần nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay đã đỡ được đòn sấm sét. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Làm sao có thể phá được thuật ngũ lôi của tôi? Hừ, ngũ lôi nhỏ bé, có thể làm gì được tôi? Lý Dục Thần nói xong chỉ vào Mao Khuê Sinh, sấm sét của ông gọi đến, trả cho ông. Điểm sáng trên đầu ngón tay bỗng sáng lên, lại biến về một đường điện quang, bắn về phía Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh không hề sợ, chỉ là trong lòng ấm ức, đường đường đệ tử thiên sư Long Hổ Sơn, phụng mệnh xuống núi bắt ma, lại thất bại, còn liên lụy nhiều người cùng đạo như vậy. Ông ta đối diện với chấp điện tấn công đến, vẻ mặt cương trực, lẫm liệt không sợ hãi, sẵn sàng hy sinh. Người bên cạnh nhìn cũng bị nhiễm, đặc biệt là Trương Đạo Viễn, dường như cũng cảm thấy không hề sợ hãi. Đúng lúc này, một đường sáng bay nhanh đến, rơi xuống. Trước mặt Mao Khuê Sinh, chặn chớp điện. Đồng thời, trong hư không truyền đến một giọng nói, thượng tiên hạ thủ lưu tình. Sau khi đường sáng ngăn chớp điện, liền xuất hiện hình dạng, là một lá bùa. Sau khi chớp điện dập tắt, lá bùa cũng hóa thành tro, biến mất trong không khí. Bên ngoài thiên tỉnh quan, mấy bóng hình vội chạy đến, một loáng đã xông vào cổng.
những người khác đều không quen biết, Mao Khuê Sinh và Trương Đạo Viễn lại biết, chính là đạo sĩ của Phủ Thiên Sư với Trần Thọ Đình dẫn đầu. Mao Khuê Sinh vui mừng nói, sư huynh, sao mọi người lại đến đây? Trần Thọ Đình thở hổn hển nói, đừng hỏi nhiều như vậy, mau cung nghênh sư tôn. Cái gì, sư tôn đến rồi ư, Mao Khuê Sinh kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe một tiếng hạc kêu trong không trung, một con hạc phá không trung bay đến, lượn một vòng trên. Không trung thiên tỉnh quan. Một đạo sĩ cưỡi trên lưng hạc, nhẹ nhàng nhảy vụt đáp xuống. Con hạc đó lại lượn một vòng, kêu dài một tiếng, bay vào đám mây biến mất. Mao Khuê Sinh lập tức quỳ bái dưới, đệ tử cung nghênh sư tôn đại giá. Trương Đạo Viễn không ngờ thiên sư đương thời của Long Hổ Sơn lại đến thiên tinh quan của ông ta thật, tiến lên một bước, quỳ bên cạnh Mao Khuê Sinh, cung kính nói, Trương Đạo Viễn của thiên tinh quan, cung nghênh thiên sư đại giá. Những người khác cũng ào ào quỳ xuống, đồng thanh hô cung nghênh Trương thiên sư. Nhưng điều khiến mọi người phải trố mắt là, sau khi Trương Thích Khôn giáng xuống như thần tiên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cũng chẳng thèm để ý bọn họ, mà khế chạy đến trước mặt Lý Dục Thần, cung kính khom lưng với Lý Dục Thần. Bần đạo đến muộn một bước, xin thượng tiên chớ trách. Mao Khuê Sinh trố mắt. Ông ta ngạc nhiên nhìn dáng vẻ khom lưng của Trương Tích Khôn, há hốc miệng, muốn lên tiếng nói, nhưng cổ họng như bị nghẹn một cục đờm, không thốt ra lời. Trương Đạo Viễn cũng rất kinh ngạc. Đường đường thiên sư, sao lại khom lưng với Lý Dục Thần chứ? Sốt cuộc là thế nào? Ông chính là thiên sư đương thời, Lý Dục Thần lạnh lùng hỏi. Bần đạo Trương Tích Khôn, kế thừa chức thiên sư, tạm giữ ấn phủ thiên sư, vô đức vô công, thực sự hổ thẹn với tổ sư Trương Tích Khôn cúi đầu nói. Nói như vậy, ông biết tôi là ai rồi ư hai? Thượng tiên để lại ấn ký thiên đô trong trung đường, tôi nhìn thấy rồi. Đều trách tôi không biết dạy dỗ đồ đệ, những đệ tử này có mắt không tròng không biết chân thân thượng tiên. Đã mạo phạm thượng tiên, xin thượng tiên trách phạt. Mạo phạm tôi thì cũng không có gì, Lý Dục Thần nhìn sang Trần Thọ Đình một cái, tôi không phải là người nhỏ nhen, chỉ là cảm thấy người của Phủ Thiên Sư các ông quá kiêu ngạo, mới bảo ông đến thành phố hỏa lấy kiếm thiên sư, coi như cho các ông một bài học. Nhưng tôi không ngờ, các ông không những kiêu ngạo, mà còn không phân trắng đen, không phân đúng sai. Giống như phàm trần, dùng pháp ức hiếp người, lấy sức mạnh giết người, mượn danh nghĩa chính nhất, lạm sát người vô tội. Hành sự như vậy, đừng nói hổ thẹn với tổ sư, mà còn làm mất hết mặt mũi tổ sư nhà ông. Trương Tích Khôn kinh ngạc, nhìn sang Mao Khuê Sinh, quát hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mao Khuê Sinh sợ đến thịt một cái dập đầu xuống đất, sư tôn thứ tội, đệ tử thực sự không biết. Ông ta dập mạnh đầu xuống đất, cũng không thể nói rõ. Vẫn là Trương Đạo Viễn nói lại nguồn cơn diễn biến sự việc một lượt. Khi nghe thấy nhà họ Lâm thương vong mấy chục người, còn bắt cả ông cụ Lâm làm con tin uy hiếp Lý Dục Thần, Trương Tích Khôn vô cùng đau đầu xót lòng, dậm chân liên tục. Đám người Trần Thọ Đình quỳ dưới đất, khuyên nói, sư tôn, đều là lỗi của đệ tử. Là đệ tử nghe theo lời tiểu nhân, hiểu lầm Lý tiên nhân, mới cho Mao sư đệ mang thiên sư lệnh xuống núi. Xin sư tôn trách phạt. Mấy người cùng đến với ông ta cũng quỳ xuống, đồng loạt nói, xin sư tôn trách phạt. Trương Tích Khôn lắc đầu thở dài, người chết cũng không thể sống lại, trách phạt các người cũng có ích gì. Những người vô tội đã chết đó có thể sống lại sao? Lý tiên nhân nói đúng, không phải lỗi của ai hết, là Phủ Thiên Sư quá kiêu ngạo. Thiên hạ Thái Bình đã lâu, chúng ta đã quên lời dạy của các sư tổ. Nghĩ rằng mình bảo vệ đạo duy trì giới luật, coi mình là hóa thân của chính nghĩa, niềm kiêu ngạo này, cuối cùng sẽ hủy hoại chúng ta. Ông ta nhìn sang Trương Đạo Viễn, còn không mau đi thả ông cụ Lâm. Trương Đạo Viễn vội đáp một tiếng, vội vàng chạy vào nội viện. Bỗng nghe nội viện truyền đến một tiếng thét a, chính là giọng của Trương Đạo Viễn. Lý Dục Thần cau mày, thân hình lóe lên, đã tiến vào phòng khách. Theo sát phía sau anh là Trương Tích Khôn. Sau đó mới đến những người khác, cất bước chân hỗn loạn, ào ào đi vào. Trong phòng khách, Lâm Thượng Nghĩa dựa vào ghế, mặt tím đen, hơi thở yếu ớt. Trương Đạo Viễn kinh sợ nhìn nền đất bên cạnh, ở đó có một cái xác khô. Lý Dục Thần không quan tâm việc khác, tiến lên bắt mạch cho Lâm Thượng Nghĩa, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau lần trước nhà họ Lâm gặp biến cố, ông cụ vốn đã cạn kiệt sức lực. Lý Dục Thần dùng thủ đoạn tiên gia, giữ lại cho ông cụ một hơi thở,
vì anh đã hứa với ông cụ, muốn cho ông cụ nhìn thấy mình và Lâm Mộng Đình đính hôn, cũng phải cho ông cụ nhìn thấy nhà họ Lý và nhà họ Lâm khởi sắc trở lại. Nhưng bây giờ, trong cơ thể ông cụ có thêm một tầng khí âm hàn, lan khắp toàn thân ông cụ. Kéo dài mạng sống dựa vào dương khí, âm khí này sẽ là đòi mạng. Giống như ngọn đèn dầu, vốn đã hao cạn dầu, Lý Dục Thần thêm chút dầu vào trong đèn, bây giờ có người lại đổ thêm chút nước vào. Lý Dục Thần nổi giận, là ai làm? Trương Đạo Viễn cũng hoàn toàn thộn người. Hôm nay người nhà họ Lâm bị thương, trong lòng ông ta cũng hơi hổ thẹn, vì vậy đặc biệt phái một đạo đồng chăm sóc Lâm Thượng Nghĩa, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, Mao đạo trưởng vỗ mông bỏ đi, ông ta còn phải ở lại thành phố Hòa. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tôi không biết, vốn dĩ là đạo đồng trong quan của tôi trông coi, hầu hạ việc ăn uống của ông cụ Lâm, nhưng bây giờ. Ông ta chỉ vào xác khô dưới đất, đạo đồng ở đây, tôi cũng không biết là chuyện gì. Trương Tích Khôn quỳ xuống, kiểm tra thi thể của đạo đồng, kinh ngạc nói, đã bị hút cạn máu thịt, còn lấy đi hồn phách, đây mới là thủ đoạn ma đạo. Trương Đạo Viễn bỗng nhớ ra, nói, liệu có phải là lão ta? Ai? Ông lão mù lưng gù đó. Vừa nãy Trương Đạo Viễn chỉ kể lại quá trình chính, không nói chi tiết, lúc này mới nói ra tình hình cụ thể, xung đột với nhà họ Lâm, chính là bắt đầu từ cây gậy của lão mù đánh Lâm. Thiền Minh, Lý Dục Thần nghe đến đây, đã xác định vấn đề nằm ở ông lão mù lưng gù đó. Anh biết rõ công phu của Lâm Thiền Minh, người ở đây, kể cả Mao Khuê Sinh, chỉ cần không dùng thuật ngũ lôi, không ai có thể một chiêu đánh chết Lâm Thiền Minh. Anh như nghĩ đến điều gì, trong lòng kinh hãi. Trương Tích Khôn nói, biết diện mạo của ông ta, thì nhất định tìm được ông ta. Thượng tiên, tôi lập tức phát thiên sư. Lệnh, truy nã ma đầu này. Thiên sư lệnh, Lý Dục Thần lạnh lùng nói, ông vẫn chê người vô tội thương vong còn chưa đủ sao. Việc này, Trương Tích Khôn lúng túng. Ông ta còn muốn nói gì, Lý Dục Thần đã dìu Lâm Thượng Nghĩa đi ra. Trương Tích Khôn vội vàng đuổi theo ra. Đây là sứ giả đến từ Thiên Đô đó. Người đời đều nói Phủ Thiên Sư thống lĩnh đạo môn thiên hạ, nhưng trong lòng Trương Tích Khôn biết rất rõ, đạo môn thiên hạ, đâu có dễ thống lĩnh như vậy. Đạo Pháp có hàng vạn, môn phải nhiều vô kể. Không nói việc khác, chỉ Phù Triện Tam Sơn, ngoại trừ Long Hổ Sơn, cũng còn có Mao Sơn và các Tạo Sơn, mỗi bên đều lập tông, Phủ Thiên Sư chỉ là mượn uy danh của Tổ Sư, mới miễn cưỡng có cái tiếng thống lĩnh Phủ Triện Tam Sơn. Ngoài Phù Triện Tam Sơn, Thượng Thanh, Thanh Vi, Linh Bảo, mỗi phải nhiều vô kể. Huống hồ, còn có Toàn Chân Tùng. Lâm phía Bắc, còn có Phật Nho Tạp Giáo, tán tu các phương, nhiều vô số kể, đâu có thể thống lĩnh gì. Nếu nói có một bên thống lĩnh, thì đó chính là vùng đất thần thánh mà mọi người luôn hướng đến Côn Luân. Trên Côn Luân, lại tôn Vạn Tiên Tông Thiên Đô Phong. Đồn rằng trên thang trời, có hàng triệu tiên nhân, hàng triệu năm nay. Đối kháng thiên ma ngoại vực, bảo vệ khu vực này, thế gian mới được thái bình. Lý Thượng Tiên. Khi Lý Dục Thần đi đến giữa sân viện, Trương Tích Khôn quỳ xuống phía sau Lý Dục Thần. Chuyện hôm nay là tôi không biết dạy dỗ đồ đệ, khiến cho bọn tiểu nhân lợi dụng sơ hở, gây nên người vô tội thương vong. Tôi nguyện chịu tội thay đồ đệ, xin chịu trừng phạt. Thiên sư vừa quỳ xuống, trời đất kinh hoàng. Lần này, khiến đám người Trần Thọ Đình sợ muốn chết. Đều quỳ xuống phía sau Trương Tích Khôn. Nhưng không ai dám lên tiếng. Lý Dục Thần dừng bước chân, quay người nhìn Trương Tích Khôn nói. Ông, thay thế nổi không? Trương Tích Khôn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần. Đừng mang bọn tiểu nhân ma đạo ra làm bia đỡ đạn, càng đừng lấy chính nghĩa ra làm cái cớ. Nếu không phải các ông tâm niệm bất chính, có lòng riêng, dùng vọng tâm xét thiên tâm, lại làm sao bị tiểu nhân lợi dụng thành công? Lý Dục Thần tỏ vẻ mặt nghiêm túc, ngước mắt nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm, trên người tỏa ra tiên uy lãm liệt sau lôi kiếp. Lúc này, anh chính là tiên nhân. Người vô tội không thể chết oan. Các ông mượn danh chính đạo, làm việc lạm sát, hôm nay tôi cũng mượn danh thiên đạo, giết đám đạo giả các người. Trương Tích Khôn sợ giật mình, vội nói, thượng tiên, có thể nể mặt tôi, à không, nể mặt tổ sư gia, tha cho. Họ một mạng không? Tôi biết con người Mao Khuê Sinh, ông ta ghét cái ác như kẻ thù, trong lòng không hề có tà niệm, chỉ là cố chấp bảo thủ. Đệ tử không nên người là lỗi của sư phụ. Chuyện hôm nay, đều vì tôi không biết dạy đồ đệ, thượng tiên muốn trách phạt,
thì phạt tôi đi. Mao Khuê Sinh quỳ dưới đất, khóc lóc nói, sư tôn, là đệ tử có lỗi. Sư tôn không cần cầu xin cho đệ ti ti của đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt, nếu sư tôn vì đệ tử mà bị phạt, đệ tử chết cũng không thể nhắm mắt. Đám người Trần Thọ Đình cũng dập đầu, thượng tiên, chúng tôi cam nguyện cùng chịu phạt với Mao sư đệ. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn họ, nhường đi nhường lại, tưởng là ăn tiệc hả? Thực sư coi trong lòng tiên nhân không biết giận. Nói xong, dậm chân một cái, âm một tiếng, cả thiên tinh quan sập xuống, khói bụi nổi lên che lấp bầu trời. Ba sân viện trước sau, thiên tinh quan có diện tích 3 đến 5 mẫu, 30 mấy gian phòng, đều sập đổ, không có cái nào lành lặn. Chỉ còn lại tượng thần của Thái Thượng Lão Quân được thờ trong đại điện và tượng tổ sư Trương Đạo Lăng chính nhất, còn dựng đứng ở đó. Còn có một đám người ngã xuống cùng với thiên tinh quan sập đổ. Hôm nay những người tham gia vào huyết án nhà họ Lâm, ngoại trừ Trương Đạo Viễn, những người khác, kể cả Mao Khuê Sinh, cũng góp một chân trong đó, thân xác sụp đổ, linh hồn tiêu tan, ngay cả bã cũng không còn. Tiên nhân nổi giận, vô cùng khủng bố. Khi khói bụi lắng xuống, Trương Tích Khôn nhìn một nam một bắc, tượng thần Thái Thượng Lão Quân và sư tổ chính nhất mất đi mái che mà ngẩn người. Mao Khuê Sinh đã chết, ông ta cũng không nuối tiếc thay đệ tử này, mỗi người có số phận riêng, không thể cưỡng cầu. Lý Dục Thần dậm một chân đánh sập thiên tỉnh quan, chính là nói với ông ta, thiên tinh quan không phải vĩnh hằng, phủ thiên sư cũng không phải là vĩnh hằng. Nếu làm việc bất chính, không bất ngạo mạn, thì sẽ có một ngày, phủ thiên sư cũng sẽ sập đổ. Lý Dục Thần dậm chân, giữ lại tượng thần Thái Thượng Đạo Tổ và Tổ sư chính nhất, là nói với ông ta, miếu sẽ sập, còn đạo sẽ không sập, mạch chính nhất sẽ không sập đổ. Trương Tích Khôn cúi người run run nói, đa tạ thượng tiên chỉ ra sai lầm. Lý Dục Thần biết Trương Tích Khôn đã hiểu, liền gật đầu với ông ta, sau đó nhìn sang Trương Đạo Viễn còn ngây ra như khúc gỗ, nói, biết tại sao ông còn sống không? Trương Đạo Viễn hoàn hồn lại từ kinh ngạc, những người này là do bần đạo gọi đến, theo lý thì bần đạo đáng chết hơn bọn họ, không biết tại sao thượng tiên. Lý Dục Thần nói, còn nhớ lúc trước tôi đến xin Chu Sa giấy bùa, sau khi tôi đi, ông ở trong viện đốt hương. Cầu nguyện không? Trương Đạo Viễn bỗng nhớ ra, hôm đó Phùng Thiên Minh cùng Lý Dục Thần đến xin Chu Sa giấy bùa, sau khi họ đi, mặt đất thiên tinh quan nổi sấm sét, kiếm khí bay lên trời. Lúc đó ông ta nghĩ là có tiên giá qua đường, mới đốt hương cầu nguyện. Bây giờ mới hiểu ra, tiên giá đó, chính là cậu Lý trước mặt. Những lời cầu nguyện của ông hôm đó, tôi đã nghe thấy hết, ông không cầu phúc thọ cho bản thân, mà cầu xin thiên hạ thái bình, đạo môn tồn tại mãi mãi. Chỉ dựa vào điều này, tôi giữ cho ông một mạng. Trong lòng ông thiện niệm thắng ngạo mạn, khiến chuyện hôm nay không trở nên tồi tệ hơn. Cho nên tôi không giết ông. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Thiên tinh quan là đạo trường của ông, hôm nay cũng bị hủy vì ông. Ông xây dựng lại đi, bắt đầu từ hôm nay. Không được tuyển công nhân, không được kêu gọi quyên góp, mỗi viên gạch đá, đều dựa vào bản thân ông. Lúc nào xây dựng xong thiên tinh quan, coi như ông đền tội xong. Trương Thiên Sư, tôi phạt ông ta như vậy, ông có công nhận không? Rất tốt, Trương Tích Khôn đáp nói. Lý Dục Thần gật đầu, giơ tay, trong tay có thêm một thanh kiếm gỗ đào. Đây là kiếm Thiên Sư, tôi ngẫu nhiên gặp Lâm Tiêu, ông ta bị âm long giết. Trước khi chết đã nhờ tôi trả thanh kiếm này cho Phủ Thiên Sư. Vốn dĩ hôm nay tôi muốn trả cho ông, nhưng vừa nấy ông cũng nói, chuyện hôm nay, là do ông không biết dạy đồ đệ, cũng phải gánh trách nhiệm. Cho nên, anh quảng lên, kiếm Thiên Sư bay ra, rơi đến trước mặt tượng thần Thiên Sư, cả thanh kiếm đâm xuống lòng đất, chỉ còn lại một đoạn chuôi lộ ra trên mặt đất. Bây giờ tôi phải đi đuổi theo yêu nhân lưng gù đó, đợi tôi quay về, lại lấy kiếm ra trả ông. Thanh kiếm này ở lại trước tổ sư gia của ông, cũng không coi là tôi sỉ nhục môn phái của ông. Nói xong, ngự kiếm bay đi, hóa thành một đường. Kim quang, đưa theo Lâm Thượng Nghĩa, bay lên trời. Nhìn về hướng Lý Dục Thần biến mất, Trương Tích Khôn khen ngợi một tiếng, đúng là tiên nhân. Trương Đạo Viễn ngây ngốc nhìn, nhớ lại từng coi thường Lý Dục Thần, coi anh là kẻ bàng môn tà đạo, trong lòng hổ thẹn. Âm thầm thề. Nhất định phải thay đổi thói quen ngạo mạn của người tu hành, làm đạo sĩ khiêm tốn. Trần Thọ Đình đi lên mấy bước, đỡ cánh tay của Trương Tích Khôn, sư tôn mời đứng dậy. Trương Tích Khôn lại bất động, nhìn sang hai tượng thần phía trước,
nói tổ sư ra không còn gạch che mái, sư tôn còn mặt mũi nào đứng lên. Lý tiên nhân nói đúng, chúng ta phải bỏ lòng kiêu ngạo. Quỳ ở đây đi, lúc nào thiên tinh quan được xây xong, lúc đó đứng lên. Trương Đạo Viễn vừa nghe, cảm thấy áp lực quá lớn. Lý Dục Thần đưa Lâm Thượng Nghĩa về Sơn Trang Bắc Khê, cho ông cụ uống một viên đan dược trước, rồi truyền chân khí qua, kim châm qua huyệt, đuổi hết âm khí trong cơ thể ông cụ. Cơ thể Lâm Thượng Nghĩa đã như cây đèn cạn dầu, qua lần giày vò này, tuổi thọ đã đến giới hạn. Lý Dục Thần cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Vốn dĩ còn muốn cho ông cụ thấy mình trấn hương nhà họ Lý, bây giờ xem ra, có thể duy trì đến ngày đính hôn đã là rất tốt rồi. Dặn dò người nhà họ Lâm mấy câu, Lý Dục Thần đứng lên rời khỏi, lần này, điểm đến của anh là nhà họ Triệu. Kiểu chết của đạo đồng thiên tinh quan đó vô cùng quỷ dị, nhìn rất rõ ràng là thủ đoạn ma đạo. Đầu tiên Lý Dục Thần nghĩ ngay đến bóng ma đó, nhưng khi bóng ma nhập hồn lên Trương Diễm Diễm, đã bị anh giết chết, trừ phi lúc đó bóng ma phân thân nhập lên một người khác nữa. Anh cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Ngoại trừ bóng ma, anh còn nghĩ đến một người khác, Ngô Hiền, đại sư mà lúc trước nhà họ Triệu mời đến đối phó nhà họ Lâm. Ngô Hiền từng dùng sách đinh đầu tiễn để lấy hồn phách của Lâm Thượng Nghĩa, sau đó ở nhà họ Triệu, thuật pháp mà ông ta thi triển cũng là sau khi kích hoạt người dơm, hút máu thịt người sống, nuốt chửng linh hồn, gần giống kiểu chết của đạo đồng. Ngô Hiền chắc chắn có đồng môn của ông ta sớm muộn cũng sẽ đến báo thù, điều này, Lý Dục Thần đã nghĩ đến từ lâu. Lão mù lưng gù đó đánh chết Lâm Thiền Minh bằng một chiêu, truyền âm khí vào xương cốt của Lâm Thượng Nghĩa, lấy một nửa cái mạng của ông cụ, võ công phá lực cũng không yếu. Người như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ đến thành phố Hòa. Kẻ này rất có khả năng là đồng môn của Ngô Hiền. Nếu là vậy, lão ta nhất định sẽ đến nhà họ Triệu, điều tra cái chết của Ngô Hiền. Một đường lưu quang rơi xuống trong hoa viên biệt thự nhà họ Triệu. Người làm vườn đang tưới hoa tưởng mình hoa mắt, bỗng nhiên thêm một người xuất hiện, quát hỏi nói cậu. Là ai, từ đâu tới? Lý Dục Thần không thèm để ý, đi thẳng vào biệt thự trung tâm. Người làm vườn cảm thấy không đúng, bèn đi gọi bảo vệ. Bảo vệ đi đến ngăn cản Lý Dục Thần, anh là ai? Sao lại vào đây? Vừa nhìn thấy khuôn mặt Lý Dục Thần, bỗng kinh hãi, anh. Cứ anh mãi hồi lâu, không thốt ra lời. Lấy máy đàm ra hét, sát tinh đến rồi. Xoạt xoạt một đám bảo vệ chạy đến từ các hướng khác nhau, bao vây Lý Dục Thần. Cuối cùng đội trưởng bảo vệ nhận ra, đêm hôm đó đã để lại cho anh ta ấn tượng quá sâu sắc, đến bay vẫn còn sợ hãi. Anh ta khống chế các vệ sĩ hết sức đừng kích động, vì anh ta biết, người ở đây công lại cũng không đánh lại được một đầu ngón tay của đối phương. Anh đến đây làm gì? Gọi Triệu Tứ Hải ra đây nói chuyện. Lý Dục Thần dừng bước chân, vừa nói vừa đi về phía trước. Đám bảo vệ không ngừng lùi lại, luôn giữ khoảng cách thích hợp với anh. Đội trưởng bảo vệ cầm máy đàm nói mấy câu. Chỉ lúc sau, Triệu Tứ Hải và Triệu Thần Dương đã đi ra. Triệu Thần Dương tỏ ra hơi căng thẳng, đứng bên cạnh Triệu Tứ Hải. Da mặt Triệu Tứ Hải run lên, cố hết sức nở nụ cười, cậu Lý, cơn gió nào đưa cậu tới đây thế? Đồng môn của Ngô Hiền có đến đây không? Lý Dục Thần hỏi thẳng. Triệu Thần Dương run lên ớn lạnh, sau lưng toát mồ hôi, cảm thấy hôm sau xong đời rồi. Triệu Tứ Hải lại rất dứt khoát, nói có đến. Có phải là lão mù lưng gù không? Đúng thế. Ông ta đâu? Đi rồi. Đi đâu? Chúng tôi cũng không biết. Triệu Tứ Hải thấy Lý Dục Thần cao này, mặt phủ xương giá, giải thích nói, người đó tên là Thiệu Cư Ông. Nói là sư phụ của Ngô Hiền, mấy hôm trước có đến, vừa đến là giết người. Trong tay lão ta có một cây gậy đầu rồng, vô cùng lợi hại, vừa chạm vào người đã hút cạn tinh huyết của người đó, biến người ta thành xác khô. Ông ta hỏi chuyện của Ngô Hiền, tôi cũng không dám giấu, nên nói thật tất cả. Ông ta nói muốn báo thù cho Ngô Hiền, hôm nay nghe tin, nói là Long Hổ Sơn phát thiên sư lệnh bắt cậu, bèn ra đi, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Triệu Tứ Hải vừa nói. Vừa chú ý quan sát sắc mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần gật đầu, coi như ông thành thật, ông còn biết điều gì, suy nghĩ kỹ, đừng để sót. Triệu Tứ Hải suy nghĩ nói, mời cậu Lý đi theo tê. Lý Dục Thần liền cùng Triệu Tứ Hải đến Tứ Đình Viện. Đó chính là nơi Ngô Hiền ở và bày tế đàn ở trong sân.
Triệu Tứ Hải nói, Thiệu Cư ông sống ở đây, tôi cũng không biết nhiều về ông ta, cũng không dám hỏi. Nhưng, kẻ này rất háo sắc, tôi đã sắp xếp mấy mỹ nữ hầu hạ ông ta, có thể sẽ nói lộ ra manh mối có giá trị. Nói xong, bèn cho gọi bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp hầu hạ Thiệu Cư ông đến. Triệu Tứ Hải hỏi, lúc các cô hầu hạ ông lão đó, ông ta có từng nói gì không? Ông lão đó nói rất nhiều, các ông muốn nghe về chuyện gì, một cô gái nói, nếu là về chuyện đó, tôi thấy thôi đi, tôi sợ các ông buồn nôn. Triệu Tứ Hải trừng mắt, ai bảo cô nói những cái đó? Ông ta có nói đến ông ta từ đâu tới, có đồng bọn gì không, có điểm dừng chân nào khác không? Một cô gái khác nói, hình như ông ta có nói, ông ta có một đồ đệ, đi lấy cần câu rồng gì đó, còn nói phải câu một con rồng, thật biết bốc phét. Lý Dục Thần vừa nghe, thầm nói một câu không ổn, ngự kiếm bay đi, hóa thành kim quang, biến mất nơi chân trời. Trong không trung rơi xuống một lá bùa, đồng thời còn vang lên lời của Lý Dục Thần, nếu ông ta quay về, lập tức gọi điện cho tôi, hoặc là lén đốt lá bùa này. Triệu Tứ Hải nhận lấy lá bùa, ngước mắt nhìn chân trời, mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta mềm những người, suýt ngã xuống đất, phi thiên độn thổ. Lý Dục Thần này, còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Triệu Thần Dương đỡ ông ta, bố, bố làm sao thế? Không sao chứ. Triệu Tứ Hải xua tay, cười lớn ha ha, con trai, nhà họ Triệu sắp phát đạt rồi. Triệu Thần Dương liền thộn mặt, mới vừa thoát kiếp nạn, lấy đâu ra phát đạt, có phải ông cụ hồ đồ rồi không? Triệu Tứ Hải nhìn Triệu Thần Dương một cái, biết thằng con ngu ngốc của mình vẫn chưa hiểu, bất giác lắc đầu, nói. Bắt đầu từ hôm nay, toàn lực ủng hộ nhà họ Lâm. Bố, bố điên rồi sao? Triệu Thần Dương kinh ngạc nói, nhà họ Lâm đang thương chiến với nhà họ Viên, không trụ nổi mấy ngày nữa, không phải chúng ta nên ngồi đợi làm ngư ông đắc lợi sao? Con thì hiểu cái gì? Triệu Tứ Hải mắng nói, làm theo lời của bố, bắt đầu từ hôm nay hợp tác toàn diện với nhà họ Lâm. Triệu Tứ Hải nói xong, bỗng nhiên lại lắc đầu, không không không, không đúng. Không đúng. Đây là một bàn cờ, chúng ta không thể phá hỏng bố cục của cậu Lý. Nên âm thầm chuẩn bị thực lực, đợi thời cơ, đợi đến lúc nhà họ Lâm phản kích, chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực gia tộc, không tiếc mọi giá, hỗ trợ nhà họ Viên, đánh bại nhà họ Viên. Nói xong, Triệu Tứ Hải cười ha ha, chắp tay sau lưng đi khỏi. Triệu Thần Dương trợn mắt há hốc miệng, nhìn bóng lưng của bố, nghĩ thầm, xong rồi, ông cụ điên rồi. Lý Dục Thần bay đến thành phố Mai với tốc độ nhanh nhất. Lúc anh đến trên không khu nhà họ Nghiêm, anh biết đã có chuyện không hay. Dùng thần thức nhìn, cả khu sân viện ngập tử khí. Giữa vườn cây xanh tươi tràn đầy sức sống xung quanh, giống như một vết bẩn màu đen trên thảm xanh. Lý Dục Thần đáp xuống sân viện, lọt vào mắt là từng xác chết khô héo, nằm ngổn ngang trong sân viện. Anh nhìn một vòng, không có người nào quen. Nhìn cách ăn mặc. Có mấy người làm và bảo vệ có lẽ là nhà họ Nghiêm gọi về, còn có mấy công nhân tu sửa. Đi vào trong phòng, bên trong có mấy thi thể, trong đó có Nghiêm Sĩ Khâm, con trai cả của Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Sĩ Khâm quỳ dưới đất, trên khuôn mặt khô cạn còn có vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng trước khi chết. Các phòng khác không có người, chỉ có phòng bếp có hai xác chết, một người trong đó Lý Dục Thần từng gặp, là bác gái mà hôm đó anh đến phủ Nghiêm, đã không cho anh vào nhà. Trước sau tổng cộng gần 20 người, đều là xác khô, trông vô cùng đáng sợ. Đây là lần tàn sát đau lòng thương tâm điên cuồng nhất mà Lý Dục Thần gặp từ khi xuống núi. Trong lòng anh vô cùng bức bối, phẫn nộ, tức giận, sát ý mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, không thể kiềm chế. Từ lúc bước vào tiên đạo, anh đã rất lâu không có tâm cảnh cường mạnh dao động như này. Thiệu Cư ông, phái Âm Sơn. Không giết kẻ này, không diệt môn phái này. Thì coi như tu tiên vô ích rồi. Cũng may ở đây không có Lâm Vân và Nghiêm Cẩn, cũng không có Nghiêm Tuệ Mẫn và Nghiêm Công Nghiệp. Lý Dục Thần bay lên, tuần tra một vòng trong không trung, không phát hiện ra khí tức còn lại của Thiệu Cư ông, bèn bay về khu nhà cũ của nhà họ Nghiêm dưới quê. Anh trực tiếp xông vào cổng, gặp ngay Lâm Vân vác ba lô từ trong nhà đi ra. Ấy, anh rể, em đang định về thành phố Hòa, sao anh lại quay lại? Mẹ và ông ngoại em đâu? Ở bên trong. Lâm Vân thấy vẻ lo lắng của Lý Dục Thần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Dục Thần xông vào trong nhà,
nhìn thấy Nghiêm Tuệ Mẫn đang nói chuyện với Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn thấy Lý Dục Thần, cũng kinh ngạc vui mừng nói, Dục Thần, sao cậu lại về đây? Lý Dục Thần hỏi, mọi người không vào thành phố sống à? Nghiêm Tuệ Mẫn nói, trong khu nhà chết quá nhiều người, ám khí tiêu tan mới vào ở được. Anh hai tôi đã gọi người làm và bảo vệ trước đây về, lại tìm công ty thu sửa, bảo họ cải tạo một chút, còn phải mời người làm pháp sự. Nghiêm Cẩn đâu? Lý Dục Thần lại hỏi. Lâm Vân nói, hôm nay sau khi anh đi, anh ấy vẫn luyện công bên sông, buổi trưa về ăn bát cơm, còn nói gặp anh ở bên sông. Sau đó anh ấy về nhà rồi. Lý Dục Thần nhìn Nghiêm Công Nghiệp, hơi do dự, vẫn nói ra, khu nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện rồi, con trai cả của ông chết rồi. Nghiêm Công Nghiệp liền ngẩn người, nếp ngăn trên mặt cứng lại, dường như ruộng nương đóng băng. Nghiêm Tuệ Mẫn kinh hãi, có chuyện gì vậy? Không phải đã qua hết rồi sao? Lý Dục Thần nói, là cháu sơ suất, bây giờ đừng nói gì hết, bác gọi điện cho anh trai của bác, xem họ ở đâu. Lâm Vân, cậu xem có thể liên lạc được với Nghiêm Cẩn không đi. Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Vân lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi. Một lúc sau, Nghiêm Tuệ Mẫn tắt máy, nói anh hai chị dâu đi mời hòa thượng làm pháp sự rồi, đang ở chùa Huyền Không. Lâm Vân nói, em không liên lạc được với Nghiêm Cẩn, anh ấy tắt máy rồi. Lý Dục Thần biết sự việc nghiêm trọng, nói, rất có thể Nghiêm Cẩn bị người ta bắt rồi. À, sao lại như vậy, Nghiêm Tuệ Mẫn kinh hãi hỏi. Ngay cả vẻ mặt Nghiêm Công Nghiệp cũng biến sắc, nhìn sang Lý Dục Thần. Vừa nãy nghe tin Nghiêm Sĩ Khâm đã chết, trong lòng ông ta rất buồn, nhưng dù sao Nghiêm Sĩ Khâm tạo nghiệt quá nhiều, đáng chết lâu rồi. Nhưng Nghiêm Cẩn là cháu trai mà ông ta thương nhất, cũng là người kế nhiệm mà ông ta vừa chỉ định. Tương lai của cả nhà họ Nghiêm đều dựa vào cậu bé này. Trong lòng Nghiêm Công Nghiệp vô cùng lo lắng. Dục Thần, cậu Lý, cậu nhất định phải cứu Tiểu Cẩn. Lý Dục Thần xoa dịu nói, ông cụ yên tâm, bây giờ tôi đi cứu người ngay, người đó bắt Nghiêm Cẩn, mục yêu là cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng. Nghiêm Cẩn được Tử Lăng tiên sinh báo mộng truyền dạy, là người duy nhất biết công pháp Tử Lăng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu Nghiêm Cẩn về. Rồi lại lấy ra một lá bùa đưa cho Lâm Vân, nói, bây giờ cậu về thành phố Hòa ngay lập tức, có thể một thời gian nữa tôi mới về được, nói với bố của cậu. Bảo ông ấy đừng lo lắng, thương chiến với nhà họ Viên, tất cả cứ làm từng bước là được. Ông hai của cậu chết rồi, bây giờ cậu là cao thủ duy nhất của nhà họ Lâm, cậu phải bảo vệ nhà họ Lâm, có chuyện gì, có thể đến quán Giang Hồ xin giúp đỡ. Nếu còn không được, thì đến Thiên Tinh Quan, Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn đang ở đó. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, thì dùng cách của tôi dạy cậu, dùng chân khí kích hoạt lá bùa, tôi sẽ về. Trong lời nói của anh có quá nhiều thông tin, khiến Lâm Vân khó hiểu. Đặc biệt là ông hai đã chết, tin tức này giống như cái búa đánh vào trái tim của cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cố kiềm chế nỗi buồn và hiếu kỳ, gật đầu nói, em nhớ rồi, anh rể, anh yên tâm đi. Lý Dục Thần dặn dò xong, nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn và Nghiêm Công Nghiệp một cái, rồi quay người đi khỏi. Chuyện của nhà họ Nghiêm, chỉ có thể giao cho họ tự xử lý. Cũng may ông hai nhà họ Nghiêm vẫn sống, Thiệu Cư ông chỉ bắt Nghiêm Cẩn. Bây giờ phải mau chóng tìm được họ. Từ mấy chuyện xảy ra hôm nay có thể thấy, Thiệu Cư ông là một người cực kỳ độc ác giảo hoạt. Chắc chắn lão ta sẽ không để lại dấu vết gì, cho nên cách đi kiểm tra camera chỉ lãng phí thời gian. Thay vì đi tìm khắp nơi không mục đích, thì tốt nhất là đến thẳng Hoàng Long. Đồ đệ Ngô Khắc Mẫn của ông ta từng nói, họ là người phái Âm Sơn. Tìm được phái Âm Sơn, đương nhiên sẽ biết Thiệu Cư ông đang ở đâu. Lý Dục Thần từng nghe nói, phái Âm Sơn ẩn giấu trong Thập Vạn Đại Sơn Tây Nam. Anh lấy điện thoại ra. Trong điện thoại còn lưu số được chuyển từ Nokia cũ của anh qua. Lần trước ở thủ đô, điện thoại đã bị hỏng, bảo anh Thái làm lại cái mới, nhưng cũng may những số điện. Thoại đó vẫn lưu trên đám mây. Thiên Đô Côn Luân không có tín hiệu. Số của đệ tử Thiên Đô chỉ có xuống núi mới sử dụng. Bây giờ anh chỉ biết sư tỷ Hướng Vấn Tình xuống núi. Cho nên liền gọi điện cho Hướng Vấn Tình, sư tỷ. Dục Thần à, sao lại nhớ đến gọi điện cho sư tỷ thế, Hướng Vấn Tình cười nói. Sư tỷ đang ở đâu, mọi chuyện thuận lợi không? Tỷ đang ở tổng bộ Hồng Môn Kim Sơn cũ, cũng khá thuận lợi,
vừa phá được một hang ổ của đám Thái Dương bên này. Vạn vạn thời quân của Hồng Môn rất tốt, là người dễ giao thiệp, sau này đệ có cơ hội có thể làm quen. Lý Dục Thần đáp lại một tiếng, bỗng nhớ đến đạo sĩ Adam của Trung Phu Quan đến Hoa Hạ, nói, sư tỷ, Trung Phu Quan Los Angeles hình như gặp rắc rối, đã phái một đạo sĩ tên Adam đến thủ đô xin cứu trợ, đạo trưởng Kim Tam Mộc của Bạch Vân Quan có lẽ đã đưa người đi. Nếu tỷ thuận tiện, có thể tiện tay giúp họ. Tỷ biết rồi, vừa hay tỷ muốn đến Los Angeles một chuyến, nghe nói bên đó rất ẩm, còn có thánh kỵ sĩ của Thái Dương giáo xuất hiện. Tỷ sẽ đi xem sao. Đúng rồi, Dục Thần, đệ thế nào, còn ở thủ đô không? Lần trước, gặp đệ, tỷ thấy đệ sắp đột phá, thiếu chút cơ duyên, đệ phải cẩn thận đấy. Tỷ yên tâm đi, sư tỷ, đệ đã đột phá rồi, trải qua một đợt lôi kiếp ở trường thành hoang dã ngoại ô phía bắc thủ đô. Thật không, giọng của Hướng Vãn Tình đầy kinh ngạc vui mừng, hì hì, sư đệ, giỏi lắm, 20 tuổi lịch kiếp, trở thành người đầu tiên trong 500 năm. Sư tỷ, mọi người cứ nói người đầu tiên trong 500 năm, 500 năm trước thì sao? Có ai lịch kiếp sớm hơn đệ, Lý Dục Thần hỏi. 5 năm trước à, Hướng Vấn Tình cười nói, đó là sư phụ chúng ta. Ông ấy 3 tuổi nhập đạo, 5 tuổi đón thiên lôi đầu tiên, 7 tuổi phân thận nhập vạn tiên trận, được vạn tiên kiếm khí gột rửa. Lý Dục Thần nghe mà ngẩn người, bất giác nói, vãi, sư phụ lợi hại thế sao? So sánh ra, người đầu tiên trong 500 năm như mình vẫn yếu quá. Đương nhiên rồi, nếu không làm sao làm chủ thiên đô, được vạn tiên tôn kính chứ, Hướng Vãn Tình nói, nhưng sư đệ à, đệ cũng rất lợi hại, đã là người đầu tiên trong 500 năm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hướng Vãn Tình bỗng than dài. Tiếc cái gì, Lý Dục Thần thấy lạ hỏi. Tiếc là tỷ không ở bên cạnh đệ. Người làm sư tỷ như tỷ, cũng nên hộ pháp cho đệ, tặng đệ mấy bộ quần áo gì đó. Xem người đầu tiên trong 500 năm lịch kiếp thế nào, cơ thể của tiên nhân sau khi lịch kiếp có gì khác với người khác. Hướng Vấn Tình nói xong cười khà khà, không biết nghĩ đến chuyện buồn cười gì. Lý Dục Thần nhớ đến sau khi trải qua lôi kiếp hôm đó trên người không mảnh vải che thân, cả người phát sáng, lại nghe tiếng cười của sư tỷ, bất giác mặt tối sầm, lập tức cạn lời. Sư tỷ, đệ hỏi tỷ một chuyện, anh mau chóng chuyển chủ đề, tỷ biết Phái Âm Sơn ở đâu không? Phái Âm Sơn, tỷ chỉ biết ở giữa thập vạn đại sơn đầm hoang, có môn phái nhỏ rất thần bí, rất ít ra ngoài hoạt động, không nhiều người biết. Đệ có thể đến hỏi đạo viện Vân Đài của Vân Đài Sơn Kiềm Nam, có lẽ sẽ có manh mối. Vân Đài Sơn, đứng sừng sững trong dãy núi Kiềm Tây Nam, nó không cao lắm, nhưng biển mây xung quanh vẫn luôn ở đó, trăm hoa đua nở, thường có khỉ leo trèo hạc du ngoạn. Đạo viện Vân Đài ẩn trong mây sương vần quanh giữa núi. Lý Dục Thần ngự kiếm xuyên vào mây, đáp xuống bên ngoài cổng đạo viện. Đạo viện được xây từ gạch và gỗ, cổng đình chắc. Chắn, hoàn toàn khác một trời một vực với những cung quan cảnh đẹp du lịch trong thành phố. Bên trong không có khách du lịch, cho nên cổng lớn đóng chặt. Lý Dục Thần tiến lên gõ bộ gõ cửa cổ xưa, vòng gõ cửa bằng đồng đập lên tấm đồng rát trên cổng, phát ra tiếng cạch cạch, vang đi rất xa trong rừng núi tĩnh mịch. Chỉ lúc sau, cửa được mở ra, một tiểu đạo đồng từ trong cửa nhìn ngó ra ngoài, đôi mắt trong veo như nước. Suối trên khuôn mặt non nớt nhìn Lý Dục Thần, có chút hiếu kỳ nhìn anh, hỏi thí chủ. Hay là đạo hữu? Lý Dục Thần thấy tiểu đạo đồng này mới 6-7 tuổi, không khỏi nhớ đến lúc mình vừa đến đỉnh Thiên Đô, cười nói tiểu sư huynh, phiền bẩm báo với trụ trì của quý quan, nói đệ tử Thiên Đô Lý Dục Thần đến thăm. Tiểu đạo đồng chớp mắt, có lẽ là chưa từng nghe nói đến Thiên Đô. Càng hiếu kỳ, nói tôi đã 2 năm không gặp người lạ rồi, anh là người đầu tiên. Lý Dục Thần nói, người lạ không được vào sao? Cũng không phải, chỉ là thứ anh muốn tìm thì không cớ. Không cớ, Lý Dục Thần thấy kỳ lạ, đạo viện các người không có trụ trì sao? Tiểu đạo đồng lắc đầu, không được ăn thịt lợn, chúng tôi đều ăn chay. Lý Dục Thần ngẩn người, mới biết cậu bé này nghe nhầm, cười nói, tôi không phải nói ăn thịt lợn. Tôi nói là trụ trì, chính là người quản lý các người. Tiểu đạo đồng vẫn lắc đầu, ồ, không có, không có, chúng tôi không có trụ trì, người quản lý chúng tôi là Tây. Tây hộ, Lý Dục Thần khó hiểu, Tây hộ là cái gì? Tây hộ không phải là Đông Tây. Tây hộ, tiểu đạo đồng dùng cả biểu cảm khuôn mặt, dùng cả chân lẫn tay, cười kha kha nói,
lộ ra hàm răng trắng tinh, chính là Tây Hộ ngày ngày dạy chúng tôi niệm kinh, ngồi thiền, không ngoan thì đánh mông đó. Lúc này Lý Dục Thần mới hiểu ra, cậu ta nói đang đến sư phụ, liền phá lên cười. Thì ra cậu đang nói là sư phụ à? Đúng thế đúng thế. Sư phụ thường xuyên đánh mông cậu không? Cũng không thường xuyên, chỉ là tôi học thuộc lòng không đọc ra được, ông ấy tức anh ách, mắng tôi là đồ ngốc, tôi không phục, ông ấy liền đánh mông tôi. Vậy cậu có sợ sư phụ không? Sợ chứ. Thế sư phụ cậu có phải là người xấu không? Tiểu đạo đồng suy nghĩ, nhe răng cười hi hi, tốt thì tốt, chỉ là giữ của keo kiệt quá, ông ấy du ngoan mang sô-cô-la về, cũng không cho chúng tôi ăn. Đúng lúc này, bỗng nghe bên trong truyền ra tiếng quát, tên nhóc thối này, lại đang nói xấu sư phụ rồi. Tiểu đạo đồng sợ đến rụt cổ, xong rồi, xong rồi. Sư phụ tỉnh rồi, sắp bị mắng rồi. Chỉ thấy cửa bên trong mở ra, một lão đạo sĩ áo choàng xanh tay cầm phất trần chậm rãi đi ra, miệng còn đang ngáp, hình như chưa tỉnh ngủ. Thanh nhai, có khách đến, tại sao không đón vào? Cửa nói chuyện, bất lịch sự như vậy. Tiểu đạo đồng lè lưỡi với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười ha ha nói, cậu ta không biết tôi, hỏi cho rõ, không tính là bất lịch sự. Cậu đừng nói đỡ cho cậu ta, tên nhóc này, nhỏ người mà lắm trò quỷ, đạo sĩ nhìn Lý Dục Thần, hành lễ nói, không biết vị đạo sĩ này từ đâu đến, sao lại đến nơi hoang dã nhỏ bé này. Lý Dục Thần đáp lễ nói, đệ tử Thiên Đô Lý Dục Thần đặc biệt đến thăm đạo viện Vân Đài. Xin hỏi đạo trưởng có phải là trụ trì ở đây không? Đạo sĩ ngẩn người, nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần biết ông ta không tin, lấy Thiên Đô lệnh ra giơ cao. Thiên Đô lệnh phát ra kim quang, thấp thoáng có thể thấy một con đường trong hư không, hướng lên trên, biến mất ở tận cuối mênh mông. Sắc mặt đạo sĩ trở nên kích động, người khẽ run lên, chỉnh lại mũ áo, khom người, giọng run run nói, đạo viện Vân Đài Bạch Thạch Cung nghênh tiên sứ. Tiểu đạo đồng nhìn mà thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên thấy sư phụ nhà mình khách sáo với người khác như vậy, cũng phải tràn đầy hiếu kỳ với Lý Dục Thần. Đạo trưởng không cần đa lễ, Lý Dục Thần đỡ một tay. Bạch Thạch đạo nhân nói, thượng sứ mời vào trong dùng trà. Lý Dục Thần theo Bạch Thạch đạo nhân đi vào đạo viện Vân Đài. Đạo viện không lớn, thậm chí bài trí có thể nói là đơn sơ, trong viện có bàn đá ghế đá, trong nhà cũng là bàn bát tiên và ghế dài bình thường, đều là đồ dùng của dân chúng bình thường. Tiểu đạo đồng thanh nhai giúp đi lấy lá trà và dụng cụ pha trà, sau đó thêm than gỗ vào trong lò than, xách đến một ấm nước lớn, bắt đầu đun nước. Vừa đun, vừa lén nhìn sang người thanh niên đang nói chuyện với sư phụ cậu ta. Bạch Thạch đạo nhân nói, nơi này hẻo lánh xa xôi, lại không phải động trời phúc địa gì, vô cùng đơn sơ, khiến thượng tiên chê cười rồi. Lý Dục Thần cười nói úi không cứ ở chỗ cao, có tiên ở tất có danh. Đạo viện Vân Đài có Xích Thủy Chân Nhân là đủ rồi. Xích Thủy Chân Nhân là tổ sư gia của đạo viện Vân Đài, 200 năm trước đã lên Thiên Đô, bây giờ ở trong Vạn Tiên Trận, là một trong Vạn Tiên Trận Linh. Cũng chính vì vậy, Hướng Vãn Tình mới biết tình hình của đạo viện Vân Đài, mới bảo Lý Dục Thần đến tìm đạo viện Vân Đài. Bạch Thạch đạo nhân rất tự hào, lại hổ thẹn nói, tiếc là tôi phúc duyên mỏng bạc, không thể phát huy làm rạng rỡ mạch của tổ sư gia. Lý Dục Thần vô tình nhìn sang tiểu đạo đồng thanh nhai đang lén nhìn trộm ở bên cạnh, hỏi hiện giờ đạo. Viện chỉ có hai người các ông thôi sao? Bạch Thạch đạo nhân nói, cũng không phải, còn có mấy đồ đệ lớn, đều ra ngoài hái thuốc rồi. Nơi này hẻo, lánh, không có hương hỏa, chỉ có thể mình làm mình hưởng, sống dựa vào núi. Lần này Lý Tiên Sứ đến có việc, gì? Sao ồ, tôi muốn hỏi thăm đạo trưởng một chuyện. Lý Dục Thần nói, đạo trưởng có từng nghe nói đến phái Âm Sơn không? Có biết ở đâu không? Bạch Thạch đạo nhân gật đầu, có nghe nói, nhưng mạch Âm Sơn truyền thừa vô cùng bí ẩn, đệ tử trong môn cực kỳ ít ra ngoài hoạt động. Tôi chỉ họ ở dãy Âm Sơn bên phía đầm hoang, tiên sứ tìm phái Âm Sơn làm gì? Lý Dục Thần nói, không giấu đạo trưởng, đệ tử Âm Sơn làm việc ác ở Trung Nguyên, bị tôi phát hiện, tôi muốn diệt trừ môn phái này. Được, Bạch Thạch đạo nhân đập bàn. Đám súc sinh này không việc ác nào không làm, dân chúng bên phía đầm hoang bị họ hại khổ không tả xiết, tôi sớm đã muốn diệt trừ từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ có sứ giả Thiên Đô đến, ngày tận thế của đám khốn khiếp này đến rồi. Tiểu đạo đồng thanh nhai chưa từng thấy sư phụ hùng hồn kịch liệt như vậy, đôi mắt mở thật to.
Bạch Thạch đạo nhân bình tĩnh lại, nói từ đây đến tây nam hơn 1.000 dặm, có một trấn lâm hoang, đi qua trấn, chính là đầm hoang vạn dặm. Âm Sơn ở ngay bên đầm hoang, người của phái Âm Sơn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trấn lâm hoang. Cậu có thể lên trấn hỏi thăm, có lẽ sẽ có manh mối. Trên trấn có một cửa hàng thuốc Bạch Vân, ông chủ của cửa hàng tên là Diệp Chính Hồng, là danh y của trấn lâm hoang. Mỗi năm chúng tôi đều đến trấn lâm hoang thu mua dược liệu, có quan hệ khá tốt với ông ta. Cậu có thể đi tìm ông ta rất nổi tiếng ở đó, có lẽ sẽ giúp được thượng sứ. Cậu đợi tôi một chút. Nói xong, Bạch Thạch đạo nhân liền đứng lên đi vào trong, chỉ lúc sau, cầm một bức thư ố vàng ra, nói, Vân Đài Sơn hẻo lánh, trên núi không có tín hiệu điện thoại, không thể gọi điện. Tôi viết thư cho Diệp Chính Hồng, thượng sứ cầm đi, ông ta xem chắc chắn sẽ hết sức tương trợ. Lý Dục Thần gật đầu, nói cảm tạ đạo trưởng, sự việc không thể chậm trễ, tôi xin cáo từ trước, hôm khác lại đến làm phiền đạo trưởng thanh tu. Nói xong, hóa thành một đường kim quang bay lên, xuyên vào trong sương mây. Tiểu đạo đồng nhìn mà tặc lưỡi, Tây Hộ, người này biết bay. Bạch Thạch đạo nhân nói, thế thì có gì, tu hành đến cảnh giới nhất định, thì có thể ngự khí bay lên trời. Tổ sư ra xích thủy chân nhân của con còn chẳng cần điều khiển pháp khí, đi dạo trên mây, cưỡi gió bay lên, bay xa vạn dặm. Tiểu đạo đồng nghe mà ham muốn, nghiêm túc nhìn Bạch Thạch đạo nhân hỏi, Tây Hộ, sao người không biết bay? Khu, khụ khụ, nhóc con, bài tập hôm nay làm xong chưa? Lại lười biến rồi phải không? Trấn Lâm Hoang là một thị trấn nhỏ sát biên giới, dựa núi, có mấy trăm hộ gia đình sinh sống. Trên trấn chỉ có hai con phố dài ngang dọc, men theo phố là các cửa hàng nhỏ, mặt tiền truyền thống, biển hiệu truyền thống, khiến người ta tưởng về đến 100 năm trước. Thị trấn nhỏ này không có gì đặc sắc, ví dụ những loại như pháo đài cổ xưa, tòa nhà khí thế, đặc điểm duy nhất là nghèo đói. Nguyên nhân có thể khiến nhiều hộ gia đình tập trung ở đây tạo thành thị trấn, chính là vì nó gần với đầm hoang. Mà trong đầm hoang, có lượng lớn động thực vật mà những nơi khác không có. Từ xưa đến nay, người ở đây đều sinh sống gần đầm hoang. Họ hái thuốc, săn bắn trong đầm hoang, bán những thứ này cho khách buôn đến từ phía Bắc. Lý Dục Thần đứng ở lối vào thị trấn, từ đây nhìn qua, có thể thấy toàn cảnh trấn lâm hoang. Phía sau là con đường cái không tính được là đường cái, gập ghềnh khúc khuỷu, kéo dài cho đến tận sương mây phía xa. Con đường này, là con đường duy nhất để nối trấn lâm hoang với thế giới bên ngoài, cũng là mạch máu của trấn lâm hoang. Một chiếc xe bò từ trên đường đi đến, người điều khiển xe hình như rất vội, không ngừng dùng dây cuột đánh. Con bò đó đã khá già, từ trong lỗ mũi buộc dây thừng thở ra hơi thở nặng nề, đi cũng vẫn từ từ. Xe bò chậm rãi đi qua bên cạnh Lý Dục Thần. Ngoại trừ người đàn ông trung niên đang điều khiển xe bò, trên xe còn có hai người, một phụ nữ trung niên, còn có một bé gái. Bé gái nằm trong lòng người phụ nữ, sắc mặt cô bé tái xanh, miệng tím ngắt, cơ thể còn đang run lên. Lý Dục Thần chú ý thấy, cả cái chân của bé gái đã sưng lên, trên mắt cá chân còn có hai điểm đen nhỏ. Có lẽ là bị rắn cắn. Nhưng Lý Dục Thần nhanh chóng phát hiện không đúng. Dùng thần thức đảo quét, trong cơ thể cô bé có một ầng khí âm hàm. Tuyệt đối không phải là rắn độc bình thường. Này, đợi một chút, Lý Dục Thần hét gọi. Người đàn ông trung niên điều khiển xe không có ý dừng lại, vẫn hây hây, giật dây thừng. Lý Dục Thần tóm lấy càng xe, con bò già bước mấy bước, cuối cùng dừng lại, giống một tiếng, quay đầu nhìn chủ nhân, như đang nói, tôi thực sự không kéo nổi. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Dục Thần, tức giận hét, cậu làm gì hả? Người phụ nữ trên xe cũng tức giận nhìn chằm chằm anh. Lý Dục Thần chỉ vào bé gái nói, cô bé đã trúng độc rắn, phải chữa trị ngay lập tức. Ai mà không biết nó bị rắn cắn, cậu đừng làm lỡ việc đưa nó đi chữa trị, người đàn ông nói, rồi lại điều khiển bò. Lý Dục Thần nói, tôi có thể chữa cho cô bé. Người đàn ông dừng lại hỏi, cậu là đại phu? Lý Dục Thần lắc đầu nói, không phải, nhưng tôi có thể chữa. Người đàn ông nghi ngờ nhìn anh, cậu là con nhà ai, sao tôi chưa từng gặp cậu? Lý Dục Thần nói, tôi vừa đến, nơi này là trấn lâm hoang phải không? Một người vùng khác mới đến như cậu bốc phét cái gì hả, đừng làm lỡ chúng tôi đi tìm đại phu, người đàn ông nói. Bé gái rên rỉ một tiếng, gọi mẹ ơ. Người phụ nữ trên xe ôm chặt bé gái, lo lắng thúc.
Dục, phí lời với cậu ta làm gì, mau đi tìm Diệp đại phu. Người đàn ông giật dây thừng, võ mạnh lên người còn bò. Lý Dục Thần thấy người ta không muốn nhận, đương nhiên cũng không cố cưỡng. Nhưng độc rắn của bé gái này vô cùng kỳ lạ, anh quyết định đi theo xem sao. Nếu chữa khỏi thì cũng thôi, nếu không chữa được, anh vẫn phải ra tay, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vậy là Lý Dục Thần bèn đi theo. Tốc độ của con bò chậm gì gì, mặc cho người chạy xe quật dây thừng bốp bốp vang lên, thì cũng không nhanh nổi, còn không bằng tốc độ của thanh niên đi đường. Người phụ nữ thấy Lý Dục Thần đi theo phía sau xe bò, trong mắt đầy nghi hoặc, lặng lẽ nói với người đàn ông chạy xe, bố nó à, anh xem. Người đàn ông chạy xe quay đầu nhìn một cái, sao thế? Người vùng khác đó theo chúng ta làm gì? Em nghe nói trước đây có mấy bé gái mất tích, liệu có phải, người phụ nữ nén thấp giọng, lo lắng nói. Trên khuôn mặt người đàn ông chạy xe lộ ra vẻ hung, có anh ở đây, không sợ. Anh ta lại quật dây thừng lên lưng con bò, thấy con bò vẫn chậm gì gì, bèn dứt khoát, một tiếng dừng lại, nhảy xuống xe ngựa, đi trước mặt Lý Dục Thần, dùng dây thừng chỉ nói. Cậu đi theo chúng tôi làm gì? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, tôi vào thị trấn, hình như chỉ có một con đường này thì phải. Người đàn ông suy nghĩ, hình như vào thị trấn đúng là chỉ có con đường này, nhất thời không biết nói gì. Người phụ nữ thúc giục nói, ôi trời! Anh xuống xe hỏi làm gì, mau đi thôi. Chữa bệnh cho con gái quan trọng hơn. Người đàn ông dùng dây thừng chỉ vào Lý Dục Thần, cậu chớ làm việc xấu, nếu không, tôi vào thị trấn báo quan bắt cậu. Hăm hăm trừng mắt, nhảy lên xe, tiếp tục hây hây chạy trên đường. Lý Dục Thần bị anh ta làm cho khóc cười không xong, không ngờ vừa đến đã bị người ta coi là người xấu. Xe bò từ phố ngang đi vào thị trấn, rẽ ngoặt ở trung tâm thị trấn. Rẽ vào đường thẳng. Men theo đường thẳng đi không bao lâu, thì dừng trước một cửa hàng. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên cửa hàng một cái, cửa hàng thuốc Bạch Vân. Thì ra đại phu mà họ muốn tìm, chính là Diệp Chính Hồng, ông chủ cửa hàng thuốc mà Bạch Thạch Đạo Nhân giới thiệu cho anh. Đúng là có duyên. Người đàn ông dừng xe, người phụ nữ ôm bé gái xuống xe, đi vào trong cửa hàng thuốc Bạch Vân. Lý Dục Thần cũng đi vào theo. Trên phố. Phía trước cửa hàng thuốc Bạch Vân cũng coi là khá rộng rãi, mặt tiền ba gian, bên trong còn có sân viện. Người phụ nữ vừa vào cửa, đã lo lắng gọi, Diệp đại phu, mau cứu con bé nhà chúng tôi. Diệp đại phu, mau cứu con bé nhà chúng tôi. Trong cửa hàng có không ít người, hai hàng ghế dài cũng không đủ ngồi, còn có người ngồi dưới đất. Vừa thấy người phụ nữ bế con gái chạy vào, đã có người nói, đó, lại thêm một người. Xếp hàng đi. Người phụ nữ sốt ruột nói, con bé bị rắn cắn, rất gấp. Người bên cạnh nói, ở đây đều là người bị rắn cắn đấy. Hả, người phụ nữ kinh ngạc, mới phát hiện trong những người ngồi đây, mấy người đều sắc mặt tím tái, chân sưng vù. Lý Dục Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Anh nhìn một cái, tính cả bé gái vừa đến, tổng cộng có 6 bệnh nhân, đều bị rắn cắn. Nơi nhỏ bé thế này. Sao lại có nhiều người bị rắn cắn cùng lúc thế chứ? Hơn nữa triệu chứng giống y hệt nhau, dùng thần thức quét, có một tầng độc âm hàn ngoài độc rắn, chui vào trong cơ thể. Hiển nhiên, những người này bị cùng một con rắn cắn. Trong góc phòng bên trái có một chiếc giường, bệnh nhân nằm trên đó. Bên cạnh có một bác sĩ trung niên khoảng gần 50 tuổi đang bồi thuốc cao trên chân cho bệnh nhân. Lý Dục Thần suy đoán, bác sĩ này, có lẽ là Diệp Chính Hồng. Người phụ nữ vừa đến thấy Diệp đại phu đang bôi thuốc cho người khác, trong lòng sốt ruột, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành ngồi xuống đợi. Bên cạnh có người an ủi họ, yên tâm đi, Diệp đại phu rất lợi hại, bôi thuốc vào, hai ngày sau là khỏi. Mấy hôm nay đã có mười mấy người bị rắn cắn rồi, đều do Diệp đại phu chữa khỏi. Người phụ nữ mới thả lỏng yên tâm. Các bệnh nhân héo hon, không có sức sống, những người tiếp khách lại đang lớn tiếng nói chuyện. Đều nói Diệp đại phu lợi hại thế nào, dường như chỉ cần Diệp đại phu ở đây, thì không có bệnh gì là không chữa được. Ngoại trừ người đàn ông và người phụ nữ vừa đến nhìn Lý Dục Thần mấy cái, thì hình như không ai chú ý đến anh. Lý Dục Thần đứng ở đó nhìn một lúc. Diệp Chính Hồng chữa trị cho bệnh nhân đúng các bước theo quy tắc, kiểm tra một chút chỗ bị rắn cần, dùng dao nhỏ rạch vết thương, chảy ra chút máu đen, sau đó rửa sạch vết thương, rồi bôi thuốc. Sau đó kê một đơn thuốc, thảo dược kèm thuốc cao,
cho bệnh nhân về nhà trong uống ngoài bôi. Trông có vẻ rất đơn giản, nhưng với sự chữa trị của ông ta, khí sắc của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt rõ ràng. Lý Dục Thần bỗng lên tiếng nói, Diệp Đại Phu, thuốc này có thể loại trừ độc rắn, nhưng không thể đuổi được âm tà nhập xương cốt. Có thể thêm một chút hoàn dương thảo và trong thuốc cao, dùng châm pháp đuổi âm tà thì có thể khỏi bệnh. Diệp Chính Hồng quay đầu lại nhìn anh, hỏi cậu là ai? Lúc này mọi người mới chú ý đến anh. Người phụ nữ đưa bé gái đến chỉ vào Lý Dục Thần nói, vừa nấy người này cứ đi theo chúng tôi, lén lút phụng trộm, không giống người tốt. Người trong phòng đều cảnh giác. Cậu là người vùng khác phải không? Khuôn mặt Diệp Chính Hồng nở nụ cười tự tin, trong mắt còn có vẻ khinh miệt không dễ phát giác. Hoàn dương thảo thanh nhiệt giải độc, tiêu xương cầm máu, chỉ có thể chữa nội ngoại thương bình thường, nhưng không giải được độc rắn này. Rắn ở chỗ chúng tôi khác với những vùng khác, thuốc cao này của tôi là phương thuốc tổ truyền, chuyên chữa rắn trùng độc cắn. Đúng thế, trong núi chúng tôi bị rắn cắn là chuyện thường gặp, đều là Diệp Đại Phu chữa khỏi, có người nói. Đúng thế, Diệp Đại Phu là thần y ở chỗ chúng tôi, không có bệnh nào là ông ấy không chữa được, một người vùng khác như anh, thì hiểu cái gì, đừng nói linh tinh. Không nói trước đây, chỉ nói mấy hôm nay, đã có rất nhiều người bị rắn cắn rồi, đều do Diệp Đại Phu chữa khỏi. Diệp Chính Hồng đắc ý cười, mọi người quá khen rồi, thiên hạ đâu có thần y nào chữa được tất cả các bệnh. Nếu nói chữa bách bệnh, thì đó thuốc cao da chói. Mọi người đều cười ồ lên. Lý Dục Thần lắc đầu, nếu không chữa âm tà nhập xương, thì không coi là chữa tận gốc, không quá 3 ngày, chắc chắn sẽ tái phát. Cuối cùng Diệp Chính Hồng nghiêm mặt, bất mãn. Nói cậu cố ý đến gây chuyện phải không? Tôi hành nghề y ở đây nửa đời người, chưa từng sai sót. Độc rắn bình thường, làm sao làm khó được tôi? Nếu cậu có bản lĩnh, thì cậu làm đi. Nói xong, ông ta ném mạnh đồ trong tay lên bàn, làm ra vẻ không quan tâm. Đương nhiên người nhà của bệnh nhân lo lắng, Diệp Đại Phu, ông không thể không quản. Diệp Chính Hồng nói, có người nói y thuật của tôi không tỉnh thông, không chữa được vết thương của các người để cậu A chữa đi. Người nhà bệnh nhân chỉ vào Lý Dục Thần mắng nói, một người vùng khác như cậu. Ở đây làm loạn gì hả? Cút, cút cút đi. Người nhà của các bệnh nhân khác cũng tức giận vây đến. Đúng thế, người vùng khác làm loạn cái gì? Diệp Đại Phu là đại phu nổi tiếng nhất trấn Lâm Hoang, ông ta không chữa được, còn ai có thể chữa được? Cái gì mà 3 ngày tái phát, nhị mộc đầu thôn chúng tôi hôm trước bị rắn cắn, cũng là Diệp Đại Phu chữa khỏi, đến hôm nay cũng 3 ngày rồi, đâu có tái phát. Lão mụn nhọt hàng xóm chúng tôi cũng sắp 3 ngày rồi. Vừa nãy còn thấy ông ta đi xe 2 bánh cơi. Mau cút đi, đừng làm lỡ chúng tôi chữa bệnh. Lý Dục Thần thấy người ta đã không muốn, mình cũng không cần xen vào để bị mắng, bèn lui sang một bên. Người nhà bệnh nhân bèn đến cầu xin Diệp Chính Hồng, Diệp Đại Phu, vẫn cần ông chữa trị, ông vất vả rồi. Diệp Chính Hồng nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, không chữa nữa, không chữa nữa. Người ta đến từ thành phố lớn, đang chê cười chúng ta kìa. Người nhà bệnh nhân cầu xin hồi lâu, Diệp Chính Hồng vẫn không chịu, trong lòng vừa sốt ruột vừa nổi nóng, trút lên Lý Dục Thần. Người vùng khác, cút đi. Khách sáo với hắn làm gì, đánh cho cút ra ngoài đi. Mọi người đỏ bừng mặt, trong mắt giấu ánh mắt oán độc, đang muốn ra tay với Lý Dục Thần. Diệp Chính Hồng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn, lộ ra nụ cười khinh thường. Đương nhiên Lý Dục Thần sẽ không ra tay với thôn dân, lắc đầu. Lùi đến cổng, đang định đi ra, thì có mấy người xông vào, suýt nữa đụng phải anh. Diệp Đại Phu, cứu mạng. Mấy người này hỗn loạn rối bời hét gọi, dìu một người ở giữa. Cả khuôn mặt người đó sưng phồng, sắc mặt đen xì, dường như vừa chui ra từ lò than, đôi môi trắng bệch. Họ đặt bệnh nhân lên trên đống cỏ khô dưới đất. Những người trong phòng đều hiếu kỳ tiến lên nhìn, có người kinh ngạc nói, chẳng phải là nhị mộc đầu sao? Anh ta làm sao thế? Người đưa đến nói, chúng tôi cũng không biết, buổi trưa vẫn còn khỏe mạnh, bỗng nhiên ngã bệnh, lúc sau đã thành thế này. Hôm kia nhị mộc đầu bị rắn cắn, Diệp Đại Phu đã chữa khỏi, chắc không phải, người lên tiếng nhìn sang Lý Dục Thần ở cửa một cái, tái phát thật chứ? Diệp Chính Hồng cũng kinh ngạc đến xem. Kiểm tra hồi lâu, ông ta dần cau chặt mày. Vết thương trên chân của nhị mộc đầu đã liền lại, chỉ để lại một vết sẹo không lớn. Nhưng toàn thân anh ta sưng phồng, da đen xì,
có vài đường đen đặc biệt rõ ràng. Thấy Diệp Đại Phu cau chặt mày, mọi người bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán. Diệp Đại Phu, tái phát thật rồi ư? Diệp Chính Hồng đứng lên, trừng mắt với người đó một cái, nói tái phát cái gì, không liên quan đến độc rắn, đừng vì anh ta từng bị rắn cắn, lại do tôi chữa, thì nói là độc rắn tái phát. Người đó vâng vâng dạ dạ, không dám nói nữa. Diệp Đại Phu, ông cứu anh ta đi, người đưa nhị ỉ gạch dưới mộc đầu đến nói. Vì tình trạng của nhị mộc đầu trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn người bị rắn cắn, cho nên người khác cũng không tranh trước. Diệp Chính Hồng cho người bê nhị mộc đầu nằm lên giường, sau đó bắt đầu chữa. Lại là ngoài bôi, lại là trong uống, lại là rác hơi giải độc, sau một hồi, nhị mộc đầu cũng không đỡ hơn. Bên này nhị mộc đầu vẫn chưa đỡ, ở cổng lại có người lo lắng gấp rút xông vào. Diệp Đại Phu, cứu mạng, cứu ông ta với, hai người bê một người vào, đặt lên đống cỏ khô. Người đó cũng toàn thân sưng vù tím đen, đôi môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, răng lập cập đập vào nhau. Lão mụn nhọt, ông ta cũng tái phát rồi, có người nhận ra. Người nhà nói tình trạng, cùng gần giống với nhị mộc đầu vừa nãy, cũng đột nhiên phát bệnh. Lần người người trong phòng ngồi không yên, bàn tán xôn xao. Thực sự tái phát ư, hai anh chàng vừa nãy nói thật ư, mọi người đều nhìn ra cổng. Vì bên trong quá nhiều người, nên lúc này Lý Dục Thần đã rời bước ra bên ngoài cửa. Nhưng anh không đi xa, thứ nhất là nơi này vốn là điểm đến của anh, hai là nhiều người bị rắn cắn cũng coi là chuyện kỳ lạ, đằng sau sợ rằng không đơn giản. Diệp Chính Hồng nghe thấy mọi người bàn tán, có chút không vui, nghiêm mặt nó các người không tin tôi, đi tin một người vùng khác, thì gọi cậu ta đến chữa đi. Mọi người mới dừng bàn luận, ôi trời, Diệp Đại Phu, chúng tôi chắc chắn tin ông. Rồi, nhưng nhị mộc đầu và lão mụn nhọt bị làm sao vậy? Diệp Chính Hồng nói, con người có trăm cái bệnh, lúc nào cũng có thể phát bệnh, chỉ có hai người, cũng chưa chắc có liên quan đến rắn cắn. Từ hôm kia đến hôm nay, tôi đã chữa cho mười mấy người, cho thấy thuốc của tôi có hiệu quả. Ông ta còn chưa nói hết, lại có người bê bệnh nhân vào cầu cứu, tình trạng gần giống hai người nhị mộc đầu. Sau đó khoảng nửa tiếng, lại có hai người đến. Như vậy đã có đến năm bệnh nhân tái phát. Tình trạng của năm bệnh nhân gần giống như nhau. Lần này, ngay cả Diệp Chính Hồng cũng không thể không thừa nhận, là độc rắn tái phát. Diệp Chính Hồng vẫn còn sĩ diện, miệng không chịu nhận thua, nói đây là hiện tượng bình thường. Nhưng ông ta thử rất nhiều cách, cũng không giảm bớt nỗi đau của bệnh nhân, tình trạng của những người này trông nghiêm trọng hơn. Diệp Đại Phu, rốt cuộc có thể chữa được không, có người cẩn thận hỏi một câu. Diệp Chính Hồng cau chặt mày, không nói một lời. Tuy mọi người không nói gì, nhưng trong lòng đã biết kết quả. Không chỉ là năm người này, những bệnh nhân bị rắn cắn khác dường như cũng nhìn thấy kết cục 3 ngày sau của mình, người nhà bắt đầu lo lắng. Người phụ nữ ngồi xe bò đưa con gái đến bỗng xông ra cửa, quỳ xuống trước Lý Dục Thần nói, tôi sai rồi. Tôi biết cậu chữa được, cậu cứu mạng con gái tôi đi. Cô ta làm vậy dường như vượt qua dự liệu của mọi người, kể cả chồng của cô ta. Nhưng mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Anh chàng này liệu được 3 ngày sau sẽ tái phát, chắc chắn là đại phu, Diệp Đại Phu không liệu được, anh vừa nhìn đã liệu được, cho nên lợi hại hơn Diệp Đại Phu. Người trong núi không lòng vòng, tính cách chất phác đơn giản, anh lợi hại chính là lợi hại, cái gì mà người vùng khác, cái gì mà thể diện, cái gì mà đối nhân xử thế, đứng trước tính mạng của mình và người nhà, tất cả không quan trọng. Bọn họ ào ào xông ra cửa, quỳ xuống trước Lý Dục. Thần, cầu xin cậu. Cầu xin cứu chúng tôi đi. Trong phòng chỉ còn lại mấy bệnh nhân đi không nổi, còn có Diệp Chính Hồng thần y trấn lâm hoang khuôn mặt đỏ bừng lại không biết phải làm sao. Lý Dục Thần không vì hiểu lầm trước đó mà có suy nghĩ báo thù. Anh vội đỡ người phụ nữ trước mặt dậy, lại vung nhẹ một làn gió mát, cũng kéo những người khác đứng lên, nói, mọi người không cần như vậy, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Rồi đi vào trong phòng, nhìn một vòng. Đầu tiên ngồi xuống trước người nhị mộc đầu, lấy ra ngũ hành châm, cắm mấy châm cho nhị mộc đầu. Thực ra với Lý Dục Thần, âm tà nhập xương này rất đơn giản, chỉ là chuyện ra tay là khỏi bệnh. Nhưng anh cũng không thể thể hiện quá thần dị, cho nên vẫn dùng châm pháp hút độc, trong mắt người bên cạnh, vẫn rất bình thường. Trong lòng Diệp Chính Hồng khó chịu, nhưng ông ta không thể đắc tội với dân chúng trấn lâm hoang, hơn nữa ông ta cũng muốn xem,
rốt cuộc Lý Dục Thần chữa bệnh kỳ lạ này như thế nào? Khi ông ta nhìn thấy Lý Dục Thần lấy ra ngũ hành châm, trong mắt lóe lên tinh quang. Khí đen trên người Nhị Mộc Đầu mất dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhanh chóng hồi phục trạng thái bình thường. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này, đúng là không dám tin đây là sự thật. Ngay cả Diệp Chính Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc, là một đại phu, ông ta rất hiểu cơ thể con người, bất kỳ tổn hại nào, cũng cần thời gian để hồi phục, huống hồ giống như Nhị Mộc Đầu, khí âm độc đã lan khắp toàn thân, thậm chí đã ăn mòn đến nội tạng và xương cốt. Lý Dục Thần lại chỉ dựa vào mấy cây châm, khiến Nhị Mộc Đầu hồi phục nhanh như vậy. Trừ phi là thần tiên, nếu không trong mắt Diệp Chính Hồng, việc này chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Đương nhiên ông ta sẽ không coi Lý Dục Thần là thần tiên, ánh mắt nhìn sang ngũ hành châm trong tay Lý Dục Thần. Dựa vào trực giác của đại phu, ông ta biết đây không phải là châm bình thường, rất có thể là khí vật thần kỳ có công hiệu kỳ diệu trong truyền thuyết. Ví dụ như giả tiên thần nông trong truyền thuyết, có thể biết hết dược tính bách thảo, người có được nó trăm loại độc không xâm nhập được. Giả tiên, cây roi màu đỏ như son. Cây châm trong tay thanh niên này có lẽ cũng là thần khí có thể đuổi được trăm loại độc. Diệp Chính Hồng vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng liền dâng lên khát vọng mãnh liệt kỳ lạ. Lý Dục Thần chữa khỏi cho Nhị Mộc Đầu, bèn đến chữa cho lão mụn nhọt, rất nhanh, lão mụn nhọt cũng hồi phục khí sắc bình thường. Cứ như vậy, không bao lâu, năm người được bê đến đều được chữa khỏi. Sau đó, anh đến trước vợ chồng chạy xe bò đưa con gái đến chữa bệnh. Người phụ nữ tỏ ra rất căng thẳng và kích động, cánh tay ôm con gái cũng đang run lên. Lý Dục Thần cầm chân của cô bé, dùng ngũ hành châm đâm vào chân của cô bé, sau đó nhẹ nhàng xoay bóp trên vết thương. Cái chân nhanh chóng tiêu sưng, máu tụ tím đen cũng tan, vết răng của rắn căn vỡ ra cũng liền lại. Chân của cô bé hồi phục trở lại như cũ, lại trở nên trắng tỉnh non mềm như ngó sen. Sắc mặt của cô bé cũng trở lại bình thường như cái chân của cô bé. Khí đen trên mặt tiêu tan, cũng không còn sưng nữa, cô bé bỗng mở to đôi mắt, khẽ gọi một tiếng, mẹ ơi. Người phụ nữ kích động ôm cô bé, thậm chí quên cả cảm ơn ân nhân cứu mạng, đợi khi cô ta nhớ ra, Lý Dục Thần đã quay người chữa trị cho những người bị thương khác. Rất nhanh, tất cả người bị thương đều được chữa khỏi. Lý Dục Thần cất ngũ hành châm, đứng ở đó, không nhiễm bụi trần. Mọi người còn đang chìm trong sự thần kỳ vừa diễn ra. Trong phòng rơi vào tĩnh lặng tạm thời. Không biết là ai lên tiếng trước, đây mới là thần y thực sự. Lúc này mọi người mới định thần lại, người phụ nữ véo mạnh chồng của cô ta một cái, ông. Chồng vội lấy ra mấy tờ tiền giấy đầy nếp gấp vì cuộn lại từ trong túi áo cũ. Anh chàng này, cậu, đại phu, người đàn ông chạy xe bỏ rõ ràng không biết nên xưng hô với Lý Dục Thần thế nào, chúng tôi rất nghèo, không có nhiều tiền, chỉ có chút tấm lòng. Mong cậu nhận cho. Anh ta dẫn đầu, những người khác cũng đều lấy tiền ra, có tiền chẵn, có tiền lẻ, còn có người lấy chiếc nhẫn trên tay ra, ồn ào hỗn loạn đưa đến trước mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vội xua tay, mọi người, đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi không nhận tiền của mọi người đâu. Mọi người cố chấp muốn đưa, Lý Dục Thần lại khéo léo từ chối. Diệp Chính Hồng bên cạnh bỗng nhiên nói, anh chàng này, cậu chữa khỏi bệnh cho mọi người. Nếu không nhận chút tiền, thì sẽ làm mọi người lạnh lòng. Hơn nữa, việc này cũng không hợp quy tắc. Lý Dục Thần nghe hiểu, trọng điểm mà Diệp Chính Hồng muốn nói là câu cuối cùng, làm hỏng quy tắc. Anh không nhận tiền, bảo người khác nhận tiền thế nào đây? Lý Dục Thần bất giác cười, nghĩ cũng đúng, hôm nay đến là có việc muốn nhờ người ta, không thể vừa đến đã đập bát cơm của người ta. Ben nói, thưa các vị, thực ra tôi cũng không phải bác sĩ gì. Diệp đại phu mới là bác sĩ, tôi chỉ vừa hay biết chữa bệnh của mọi người, chỉ là việc nhỏ thôi, vậy tôi xin nhận chút phí công lao, mỗi người 10 đồng. Mọi người mới không tin lời của anh, đâu có chuyện trùng hợp như thế, chỉ biết chữa bệnh này. Trong mắt bọn họ, Lý Dục Thần chính là thần y. Nhưng những hương dân chất phác cũng chấp nhận đề nghị của Lý Dục Thần, vậy là trong tay Lý Dục Thần có thêm mười mấy tờ tiền giấy 10 đồng nhăn nếp gấp. Các hương dân lần lượt ra về. Chỉ còn lại hai người Diệp Chính Hồng và Lý Dục Thần. Diệp Chính Hồng nhìn Lý Dục Thần nói, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao đến Trấn Lâm Hoang? Lúc này Lý Dục Thần mới lấy bức thư ra, nói, là Bạch Thạch chân nhân của Đạo viện Vân Đài giới thiệu tôi đến, đây là thư của ông ấy viết. Diệp Chính Hồng ngẩn người,
nhận lấy bức thư, mở ra xem, trên khuôn mặt thay bằng vẻ cười, cười ha ha nói, đúng là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, cậu Lý sớm nói là Bạch Thạch chân nhân giới thiệu đến, thì đâu đến mức hiểu lầm. Lý Dục Thần trực tiếp hỏi thẳng, Diệp Đại Phu, tôi đến để hỏi thăm chuyện có liên quan đến phái Âm Sơn, không biết Diệp Đại Phu có manh mối gì không? Diệp Chính Hồng N.O.I. không phải người tu hành, không biết môn gì phái gì, cậu không nói, tôi cũng không biết có phái Âm Sơn này. Nhưng trong đầm hoang đúng là có ngọn núi tên là Âm Sơn. Trấn Lâm Hoang chúng tôi là thị trấn gần đầm hoang nhất, cũng là con đường phải đi qua giữa đàm hoang đến Trung Nguyên Hoa Hạ. Đúng là có người từng xuất hiện trên thị trấn, tự xưng đến từ Âm Sơn, hơn nữa những người này rất cổ quái, có lẽ là người của phái Âm Sơn mà cậu. Nói, Diệp Đại Phu biết vị trí cụ thể của Âm Sơn không? Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng có thể phán đoán từ hướng bọn họ đến, có lẽ là hướng đông nam trấn Lâm Hoang. Diệp Chính Hồng nói, tôi từng nghe thợ săn trên trấn nói, cách 200 dặm có một ngọn núi suốt năm không thấy ánh mặt trời, không biết có phải là Âm Sơn mà cậu muốn tìm không? Được, tôi đi xem sao, cảm ơn Diệp Đại Phu, Lý Dục Thần cảm tạ nói. Diệp Chính Hồng nói, tối nay cậu Lý nghỉ lại tệ xá đi, tôi biết người tu hành các. Đi rất nhanh, nhưng đường núi 200 dặm cũng không dễ đi như vậy. Lý Dục Thần cười nói, không đâu, đợi tôi từ Âm Sơn về rồi lại đến làm phiền. Đang định đi, Diệp Chính Hồng bỗng ngăn lại nói, cậu Lý, hôm nay cậu đã cứu mạng nhiều người. Tôi thay mặt hương thân phụ lão của Trấn Lâm Hoang cảm ơn cậu. Nhưng cậu Lý đến Âm Sơn, chẳng may ở đây có người phát độc, thì phải làm thế nào? Cậu Lý liệu có thể? Ông ta nhìn Lý Dục Thần một cái, cười nói, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng mạng người quan trọng, tôi cũng đành dày mặt. Cậu Lý có thể dạy tôi châm pháp giải độc thần kỳ của cậu không? Lý Dục Thần mỉm cười, sớm đã nhìn rõ tâm tư của Diệp Chính Hồng, cũng không vạch trần, chỉ nói. Châm pháp cũng không phải một hai ngày có thể học, được, Diệp Đại Phu có lòng, sau này có cơ hội có thể giao lưu. Thế này đi, tôi để lại cho ông mấy viên thuốc, nếu có người tái phát, thì ông cho họ uống một viên. Diệp Chính Hồng nhận lấy viên thuốc của Lý Dục Thần đưa, nghi hoặc nói thuốc này có thể chữa khỏi ư. Làm sao, không tin tôi à? Đương nhiên không phải, cậu được Bạch Thạch Chân Nhân giới thiệu đến, Bạch Thạch Chân Nhân là cao nhân thế ngoại, chắc chắn cậu cũng vậy. Tôi làm sao không tin chứ? Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy thì được rồi. Nhưng trong mấy ngày, đã có nhiều người bị rắn cắn, ông không thấy kỳ lạ sao? Diệp Chính Hồng nói, người trong núi bị rắn cắn là chuyện thường. Nếu không tôi cũng sẽ không chuẩn bị sẵn thuốc chuyên trị rắn cắn. Chỉ là mấy hôm nay đúng là nhiều hơn cả. Hơn nữa những người này không phải bị cắn ở một chỗ, chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Lý Dục Thần lại cảm thấy không đơn giản là trùng hợp. Nhưng anh không phải người bản địa, không hiểu tình hình, cũng không có quyền phát ngôn gì. Hơn nữa mục tiêu chính của anh là Âm Sơn, chuyện của Trấn Lâm Hoang cũng lười quản nhiều. Bèn cáo từ Diệp Chính Hồng rồi đi ra. Diệp Chính Hồng nhìn bóng lưng Lý Dục Thần rời đi, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm. Ông ta nhìn viên thuốc trong tay, đặt lên mũi ngửi, sau đó quay người vào cửa bên của cửa hàng, đi qua sân viện, đến khu của người nhà ở. Ông ta mở cửa một gian nhà góc Tây Bắc, đi vào trong. Trong nhà tối tăm, có một người ngồi trên bồ đoàn ở chính giữa, đối diện với bức tường, quay lưng ra cửa. Diệp Chính Hồng cung kính gọi với bóng lưng người đó, thưa bố. Người đó phát ra giọng trầm thấp, con không ở ngoài trông coi, vào đây làm gì? Thưa bố, hôm nay có một người vùng khác đến, là do Bạch Thạch chân nhân của Vân Đài Sơn giới thiệu đến, hỏi thăm vị trí của phái Âm Sơn. Ồ, người đó tìm phái Âm Sơn làm gì? Con không biết, nhưng từ khẩu khí trong thư của Bạch Thạch viết cho con, người này có lai lịch không nhỏ, như muốn đến gây chuyện với phái Âm Sơn. Đến Thập Vạn Đại Sơn tìm phái Âm Sơn gây chuyện, người đó liền cười lạnh lùng, trên đời còn có người không biết trời cao đất dày thế ư. Thưa bố, người này trông có vẻ có chút bản lĩnh. Diệp Chính Hồng kể lại chuyện vừa xảy ra một lượt. Cậu ta dùng mấy cây kim châm đã giải được hết độc lan khắp toàn thân, về mặt y học thì không giải thích được, con thấy mấy cây châm mà cậu ta dùng vô cùng đặc biệt, không phải vàng không phải bạc, không biết làm từ chất liệu gì, có lẽ là bảo bối gì đó. Ồ, chẳng lẽ cậu ta là người của Mạch Y Thánh trong truyền thuyết? Mạch Y Thánh? Đó là nguồn gốc truyền thừa y học Hoa Hạ, nghe nói mạch này không chỉ có y thuật thần kỳ, còn có rất nhiều dị bảo. Quý giá!
còn dựa vào tu hành đạo của họ, có thể lấy y nhập thánh, trở thành y tiên. Thần kỳ vậy sao? Ồ đúng rồi, đây là thuốc mà cậu ta để lại, nói là nếu có người tái phát, thì cho họ uống cái này. Diệp Chính Hồng đưa viên thuốc của Lý Dục Thần cho ông A đến trước mặt bố của ông ta. Bố ông ta nhận lấy, đặt lên mũi ngửi, mặt khẽ biến sắc, cầm một viên trong đó bỏ vào miệng. Diệp Chính Hồng kinh ngạc nói, bố à, sao bố có thể lấy thân thử độc? Ai ngờ bố của ông ta cười lớn ha ha, trong thuốc này có linh khí, còn đồi rào hơn lục âm đan của phái âm sơn cho bố nhiều, đây là linh dược. Đây là linh dược đấy, đây là cơ duyên phúc báo của Diệp Hoàng Tai. Nói xong, rồi bỏ toàn bộ thuốc trong tay vào miệng. Bố à, Diệp Chính Hồng đang định ngăn lại, bố uống hết rồi, lỡ như có người tái phát độc dần thì làm thế nào? Hừ, đám ngu dân đó, chết thì chết, mạng của họ, làm sao? Có thể sánh với bố, Diệp Hoàng nói. Bố à, vậy bố cũng để lại cho con một ít chứ? Diệp Chính Hồng hơi hối hận, sớm biết thì vừa nãy đã lén uống rồi. Lại không tiện tranh cướp với bố của mình, chỉ có thể nóng ruột. Diệp Hoàng trừng mắt với ông ta một cái, có vẻ không nỡ, nhưng vẫn lấy một viên ném cho Diệp Chính Hồng. Diệp Chính Hồng nhận lấy viên này, trong lòng nhỏ máu, đúng là bố ruột không? Nhưng vẫn tốt hơn là không có, ông ta vội nhét một viên thuốc vào miệng. Một làn hương thơm thanh mát lan khắp miệng, ừng ực nuốt nước miếng vào họng, lục phủ ngũ tạng được dòng ấm áp. Gột rửa, toàn thân tràn đầy sức mạnh khó nói. Lúc này, Diệp Hoàng, bố của ông ta đã ăn hết toàn bộ thuốc còn lại. Diệp Chính Hồng thấy khuôn mặt của đỏ bừng, trong mắt có tia sáng như dã thú. Bố à, bố không sao chứ? Mau, mau gọi dì nhỏ của con đến. À, gọi dì nhỏ làm gì? Đừng nhiều lời, mau đi gọi đi. Diệp Chính Hồng cảm thấy dưới bụng nổi lên khí sóng, toàn thân khó chịu. Ông ta bỗng hiểu bố bảo ông ta gọi dì nhỏ đến làm gì. Ông ta ồ một tiếng, đang định đi, bỗng nghe Diệp Hoàng nói, gọi cả vợ con đến. Diệp Chính Hồng liền vấp chân, trong lòng nổi lên lửa giận mơ hồ. Ông ta về phòng mình, với vợ, bố gọi em đến phòng ông ấy một chuyến. Vợ ông ta đáp một tiếng rồi đi. Diệp Chính Hồng nhìn cái hông ngúng nguẩy của vợ mình, bỗng cảm thấy buồn nôn. Ông ta quay người, đến phòng của dì nhỏ, gõ cửa. Dì nhỏ trẻ đẹp mở cửa cho ông ta. Diệp Chính Hồng đi vào cửa, lật tay đóng cửa lại, lao đến. Như con sói đói, ôm lấy dì nhỏ, trong lòng nổi lên khoái cảm báo thù mãnh liệt. Lý Dục Thần rời khỏi cửa hàng thuốc Bạch Vân, đến đầu phố, thì thấy một chiếc xe bò dừng bên đường. Con bò già phủ phục dưới đất, vợ chồng đi xe bò và con gái của họ đứng bên cạnh xe bò, giống như đang đợi ai đó. Vừa nhìn thấy Lý Dục Thần đi ra, họ có vẻ hơi ngại ngùng, muốn tiến lên, nhưng lại không dám. Lý Dục Thần đi đến, thấy lạ ni à. Các người đang đợi tôi. Người phụ nữ nhìn chồng mình một cái, muốn nói lại ngừng. Người đàn ông nói, cậu Lý, vừa nấy thật xin lỗi cậu, chúng tôi mù mắt còn mắng cậu, cậu còn chữa khỏi chân cho con gái tôi, thật không biết nên làm thế nào để đáp lại cậu. Lý Dục Thần cười nói, không trách hai người đợi tôi chắc không phải để nói chuyện này chứ. Người phụ nữ nói, cậu chữa khỏi bệnh của con gái tôi, lại không nhận tiền, trong lòng chúng tôi thực sự áy áy, muốn mời cậu đến nhà tôi ăn bữa cơm, vừa hay nhà tôi săn được mấy con thỏ. Bé gái bên cạnh nói, thịt thỏ vô cùng thơm ngon. Nói xong lại xấu hổ cười. Bây giờ khí sắc của cô bé đã rất tốt, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, cười lên có hai núm đồng tiền, rất dễ thương. Người đàn ông bổ sung nói, nhà tôi còn mấy bộ da chưa bán, cậu xem có dùng không, nếu dùng thì lấy đi. Anh là thợ săn à, Lý Dục Thần hỏi. Đúng thế, nhà tôi mấy đời đều là thợ săn, người đàn ông nói. Thông thường đi săn có đi xa không? Có quen thuộc núi gần đây không? Núi trong vòng 200 dặm tôi đều quen thuộc, xa hơn nữa thì không dám đi, trong đầm hoang không chỉ có dã thú sâu trùng, nghe nói còn có yêu quái. Vậy anh biết Âm Sơn ở đâu không? Âm Sơn, cậu nói là Đại Âm Sơn, hay là Tiểu Âm Sơn, người đàn ông hỏi. Còn có hai Âm Sơn à, Lý Dục Thần thấy kỳ lạ hỏi. Đại Âm Sơn ở hướng Tây Nam. Tiểu Âm Sơn ở hướng Đông Nam. Có thể nói vị trí cụ thể cho tôi, và đặc trưng của núi không? Bất kể là Đại Âm Sơn hay Tiểu Âm Sơn, đều vượt qua khu vực sản bản của tôi. Nhưng bố tôi có lẽ biết,
Hồi ông ấy còn trẻ, còn từng vào đầm hoang, từng gặp phải yêu quái. Khi anh ta nói đến bố mình, vẻ mặt đầy tự hào. Lý Dục Thần quyết định đi theo họ về nhà. Một nơi như trấn lâm hoang, chẳng ai thân thuộc, với núi xung quanh nhất bằng thợ săn. Người đàn ông ò ò kêu lên, muốn gọi con bò già đang phủ phục dưới đất đứng lên chạy xe. Nhưng không biết con bò quá mệt hay là quá già, vẫn không muốn động đậy. Anh ta lấy dây thừng, bộc một tiếng đánh lên lưng con bò. Con bò mới cực kỳ không muốn dựng chân trước quỷ dưới đất, chống người miễn cưỡng đứng lên, nhưng không biết làm sao, ò một tiếng, lại phục xuống dưới đất. Người đàn ông cực kỳ tức giận, lại định cầm dây thừng đánh. Bé gái bỗng kéo tay của bố, xin nói, bố à, bố đừng đánh nữa, nó già rồi. Ông cũng già rồi. Người đàn ông vừa nghe, tay lại buông xuống. Nhưng con bò không đi, xe bò bất động, thì làm sao chở khách về nhà đây? Anh ta lại nhẫn tâm, giơ dây thừng lên. Một bàn tay có lực tóm lấy cổ tay anh ta. Anh ta quay đầu nhìn thấy đôi mắt trong veo của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, để tôi. Để cậu, anh ta nghi hoặc nhìn anh là thần y, còn biết chạy xe bò. Lý Dục Thần cười, đi đến, đưa tay vuốt ve lên đầu con bò. Đôi mắt đục ngầu của con bò lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ vỗ lên lưng con bò, bỗng nhiên con bò có sức lực, kêu ò một tiếng, như trẻ lại 10 tuổi, sượt một cái nhảy lên. Vợ chồng thợ săn nhìn mà kinh hãi ngẩn người. Bé gái kêu oa một tiếng, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần tràn đầy sùng bái, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lên xe đi, Lý Dục Thần nói. Anh thợ săn mới định thần lại, đưa vợ con lên xe, Lý Dục Thần cũng nhảy lên xe theo, ngồi bên cạnh cô bé. Con bò đi vào con đường trong núi, bước chân nhẹ tênh, thậm chí còn khá vui vẻ. Bé gái vui đến ngân nga bài ca núi rừng. Dưới ánh chiều tà, tiếng guốc bò cách cách, và ca của cô bé, khẽ vang trong ánh hoàng hôn của núi rừng. Qua cuộc trò chuyện trên đường, Lý Dục Thần được biết, cả nhà thợ săn họ Lam, anh ta tên là Lam Ba Tử, bố anh ta tên là Lam Nham Sơn, đã từng là thợ săn rất nổi tiếng của trấn Lâm Hoang, mọi người đều gọi ông ta là cụ Nham Sơn. Vợ của Lam Ba Tử không có họ tên, lấy theo họ chồng, mọi người gọi cô ta là Thím Lam. Con gái của họ có cái tên rất hay, tên là Lam Điền. Lý Dục Thần nhớ đến câu thơ, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. Lam Điền là nơi sản xuất ngọc, cô bé này cũng xinh đẹp như ngọc, khác với trẻ con của nhà người bình thường khác trong núi. Con bò già kéo xe, rất nhanh đã đến thôn của nhà Lam Ba Tử. Thôn làng này rất nhỏ, có mấy hộ gia đình ở trong núi quanh co. Lam Ba Tử nhảy từ trên lưng con bò xuống, dắt bò đi vào trong sân nhà mình. Lúc này trời vẫn chưa tối, Lam Ba Tử nói hôm nay con bò đi rất nhanh, nếu là trước đây, có lẽ phải lân mò đi trong đêm rồi. Lam Ba Tử đi buộc bò cho bò ăn, Thím Lam đưa Lý Dục Thần vào nhà. Trong nhà vô cùng đơn sơ tồi tàn, một chiếc bàn bát tiên, mấy chiếc ghế, gần như đã là toàn bộ đồ trong nhà rồi. Trên bức tường đối diện với nông cụ trong góc treo đầy gia thú, còn có cung tên, đao và khẩu súng mà thợ săn sử dụng. Thím Lam pha trà cho anh, sau đó bảo Lam Điền cùng mình xuống bếp phụ làm bữa tối. Lam Ba Tử buộc bò xong, liền gọi bố ơi, rồi đi tìm bố. Đạo tiếp khách của người trong núi vô cùng đơn giản, không nói lời khách sáo, cũng không có lễ tiết gì. Uống nước trà hơi chát, nhìn căn nhà đơn sơ, Lý Dục Thần lại cảm thấy thân thiết. Anh nhớ đến những ngày tháng còn nhỏ. Lam Ba Tử cùng một ông lão đi vào nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói gì đó. Ông lão bồ bồ hút tẩu thuốc, nhả ra khói trắng liên tiếp, nói chữa rắn cắn thôi, có gì là kỳ lạ. Vừa đi vào sân, bỗng nhìn thấy con bò già nhà mình, kinh ngạc nói ấy, súc vật đã già, sao còn có tinh thần hơn mình. Đi đến bên cạnh con bò, sờ đầu của nó. Con bò kêu ò một tiếng. Ghé đến, dáng vẻ thân thiết, còn vui vẻ cọ cọ guốc bò. Ông lão quay đầu nhìn Lam Ba Tử, thế là sao? Lam Ba Tử nói, là Lý Thần Y đã cứu Điền Điền, con bò vốn đã quá yếu, không nhấc nổi người, anh ta vuốt ve lên người con bò như thế, con bò liền cọ móng guốc vui vẻ. Ông lão lộ ra nụ cười, mắng nói, thật không ngờ, súc vật già còn có thể trẻ lại, xem ra, chúng ta còn chưa biết ai chết trước đâu. Lại nhìn về hướng trong phòng, xem ra, đúng là gặp được thần tiên rồi.
Bố tưởng rằng, bố gặp một lần trong đầm hoang đã hiếm có lắm rồi, thật không ngờ, đời này còn có thể gặp thần tiên hai lần. Nói xong, liền dập điếu thuốc, đứng thẳng người, nói với Lam Ba Tử, đi, đi gặp khách. Lý Dục Thần nhìn thấy Lam Ba Tử cùng một ông lão đi vào. Ông lão hơi gù, trong tay cầm một điếu thuốc, bên trong dắt túi thuốc, đi lại hơi run run. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, giống như ruộng vườn khô cằn nứt nẻ bỏ hoang đã lâu. Trong đôi mắt đục ngầu đầy tia máu, nhưng ánh mắt lại trong trẻo đến dường như có thể xuyên thấu xương thu sớm mai tháng 11. Khiến Lý Dục Thần nhớ đến ông nội của mình. Trong ngày gió tuyết lớn đó, ông nội dựa đầu vào. Trong lòng non trẻ của anh. Lý Dục Thần mãi mãi nhớ khuôn mặt đó, cũng đầy nếp nhăn nứt nẻ như vậy, cũng đôi mắt đục ngầu như vậy, nhưng trong mắt lại có thần thái như thế. Cụ à, Lý Dục Thần gọi một tiếng, vì nhớ đến ông nội, thậm chí anh hơi xúc động, làm phiền gia đình cụ rồi. Không phiền, không phiền, cụ Nham Sơn hoảng sợ nói, cậu đã cứu mạng cháu gái tôi. Cậu thần tiên như vậy, tôi mời còn không được ấy chứ. Ngồi, ngồi xuống uống trà. Cụ Nham Sơn ngồi xuống cùng Lý Dục Thần. Lam Ba Tử đứng bên cạnh bố, nhìn được ra, anh ta rất tôn kính bố của mình. Nghe nói, cậu muốn tìm Âm Sơn. Đúng thế, cụ biết Âm Sơn ở đâu không? Cụ Nham Sơn đứng lên, đi vào phòng, chỉ lúc sau, đã run run đi ra, tay cầm một chiếc hộp gỗ. Lam Ba Tử vừa nhìn chiếc hộp gỗ, trong mắt liền phát sáng. Cụ Nham Sơn mở chiếc hộp ra, lấy ra một tấm da dê được gấp gọn bên trong, bày lên trên bàn. Trên tấm da dê vẽ bản đồ. Đây là bản đồ lâm hoang, cụ Nham Sơn nói, là do các đời thợ săn cất từng bước chân đi rồi vẽ ra. Lý Dục Thần đưa mắt nhìn, bản đồ vẽ rất nguệch ngoạc, cũng rất không quy phạm, nhưng lại rất dễ hiểu. Từng ngọn núi, từng con sông, ở giữa chỗ nào có thể đi, chỗ nào có nguy hiểm gì, đều được đánh dấu lại. Nhưng bản đồ chỉ chiếm 1/4 của tấm da dê, còn có 3/4 là trống không. Cụ Nham Sơn chỉ vào chỗ trống không nói, chỗ này là sâu trong đầm hoang, không ai đến đó. Lam Ba Tử kích động nói, bố à, có bản đồ này, tại sao bố không cho con, hại con vào núi săn bắn, còn phải tự mò đường. Bố anh ta nói, nếu đã có bản đồ này, thì con vào núi dễ rồi, nhưng cũng rất có thể không ra được. Trong đầm hoang, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cuộc sống hiện nay đã tốt hơn trước, không cần liều mạng như vậy, cũng có thể sống được. Bố giấu bản đồ đi là muốn tốt cho con. Lam Ba Tử không hiểu lắm, ngược lại là Lý Dục Thần có thể hiểu nỗi khổ tâm của ông cụ. Cụ Nham Sơn nói với Lý Dục Thần, mắt tôi đã mờ rồi, không nhìn rõ chữ trên bản đồ nữa, cậu tự tìm xem, có lẽ có hai tòa Âm Sơn. Lý Dục Thần tìm kiếm trên bản đồ, quả nhiên tìm được hai ngọn núi, bên cạnh viết hai chữ Âm Sơn. Một ngọn núi trong đó ở Đông Nam, khoảng cách khá gần, một ngọn khác ở Tây Nam, gần với khu vực trống không trên bản đồ. Lý Dục Thần chỉ vào một đường mờ mờ khúc khuỷu quanh co trên bản đồ nói, đây là cái gì? Cụ Nham Sơn nheo mắt nhìn một cái, nói, ồ, đó là một con đường an toàn thông đến sâu trong đầm hoang mà các tiên nhân thám hiểm ra, cũng gọi là con đường bí cảnh. Con đường bí cảnh, Lý Dục Thần hơi hiếu kỳ. Cụ Nham Sơn xùy một tiếng, hình như rất không vui vì mình lỡ lời. Ông ta lấy ra một nắm sợi thuốc trong túi thuốc, bỏ vào trong tẩu thuốc, dùng bật lửa châm, xì xoạt hút mấy hơi. Có liên quan đến một truyền thuyết. Cụ Nham Sơn nhả ra khói trắng dày đặc, sương khói lan ra, che mờ trên khuôn mặt già nua của ông ta, dường như ông ta rơi vào hồi ức xa xôi. Ở phía Nam Điền Kiềm đã từng có một tòa thành cổ xưa, tên là Bộc Thành, rất nhiều bộ lạc thành bang vây quanh Bộc Thành tạo thành một quốc gia, gọi là nước Bách Bộc. Đất nước này từng vô cùng giàu mạnh, sau này vua của Bộc Quốc đắc tội với thiên thần, cũng có người nói là đắc tội với ác ma, tóm lại, nó đột nhiên biến mất. Truyền thuyết nói vùng đất Bộc Quốc đã thành đầm hoang vạn dặm. Ở đó chôn giấu cả tài phú của cả Bộc Quốc. Cho nên, thợ săn các đời các ông không tiếc mạo hiểm tính mạng, đi vào đầm hoang, chính là vì tìm kiếm di tích Bộc Thành trong truyền thuyết ư, Lý Dục Thần cảm thấy hơi nực cười. Cụ Nham Sơn lắc đầu nói, không chỉ thợ săn, còn có người hái thuốc. Người đến trấn lâm hoang định cư sớm nhất, đa số đều vì truyền thuyết này, nếu không, ai muốn ở lại trong góc núi xa xôi nghèo đó chứ. Qua nhiều đời như vậy, cho đến hôm nay, mới thám hiểm ra 1/4 địa đồ, có đáng không? Không có gì đáng với không đáng, đi đến đâu mà không phải sống.
có suy nghĩ như vậy, cũng còn tốt hơn không có. Hơn nữa, bản đồ này, cũng không phải hôm nay mới hoàn thành, thời ông nội tôi đã như vậy rồi, từ ông nội tôi đến tôi, gần như chưa từng thay đổi. Tại sao, không vào được nữa, cụ Nham Sơn dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên chính giữa bản đồ, tận cuối đường mờ mờ đó, ở đó là cấm địa của đầm hoang. Cấm địa, Nham Sơn gật đầu, con người không vào được, cậu nhìn thấy ngọn núi đó, con sông đó, nhưng vừa lại gần thì tất cả biến đổi, núi mất, sông cũng không còn. Bầu trời mất, mặt trời mất, tất cả đều mất. Hồi tôi còn trẻ cũng không tin, đến đó một lần, bị lạc đường, còn gặp phải yêu quái, cũng may tôi mệnh lớn, gặp được tiên nữ, nếu không, cái mạng của tôi phải nộp ở đó rồi. Sau đó, Lam Nham Sơn thao thao bất tuyệt kể chuyện ông ta gặp yêu quái trong đầm hoang, chiến đấu anh dũng với yêu quái thế nào, gặp được tiên nữ thế nào, tiên nữ dùng tiên pháp đánh bại yêu quái cứu ông ta thế nào. Lam Ba Tử nói, bố à, chuyện này bố không kể 1000 thì cũng 800 lần rồi, tai con nghe đến mọc rêu rồi. Cụ Nham Sơn bốc một tiếng gõ tẩu thuốc xuống bàn, đây là cái phúc của con. Nếu không phải tiên nữ cứu bố, thì có con không? Thế sao bố không cùng họ với tiên nữ đi, Lam Ba Tử cảm giảm nói. Con, cụ Nham Sơn giơ tẩu thuốc định đánh, bỗng đặt tẩu thuốc xuống, trừng mắt, sao con biết con không phải là do tiên nữ sinh ra? Lam Ba Tử ngẩn người, sau đó bật cười, bố à, bố bịa chuyện thì cũng bịa hay chút, bố nhìn con xem, giống tiên nữ chỗ nào. Lý Dục Thần đang tập trung chú ý lên tấm bản đồ. Tuy Lam Nham Sơn miêu tả có nhiều điểm khoa trương, nhưng Lý Dục Thần nghe ra, sâu trong đầm hoang, hình như đúng là thế thật. Đương nhiên kho báu bộc quốc gì đó không có sức hấp dẫn với anh, nhưng hiện tượng cấm địa mà Lam Nham Sơn miêu tả, không giống với hiện tượng tự nhiên. Mà giống như kết giới tu hành. Còn về yêu quái tiên nữ, chỉ dựa vào lời của ông ta, chưa từng nghiệm chứng. Cụ à, bản đồ này, ngoại ông ra, còn ai khác có không? Lý Dục Thần hỏi. Cụ Nham Sơn bíu, thợ săn ngày xưa và người thái thuốc đều có, nhưng phần lớn đã chết rồi. Đây cũng là lý do tôi giấu bản đồ đi, không cho con cháu thấy. Bây giờ những người còn có bản đồ, tôi nghĩ xem, có lẽ còn có 3 năm nhà. Nhà Diệp Đại Phu trên trấn, cũng có phải không? Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên là nhà họ Diệp là người hái thuốc đến trấn Lâm Hoang sớm nhất, cũng là nhà truyền hương hỏa duy nhất còn đến ngày nay trong top người đó. Ớ, cụ Nham Sơn nói. Lý Dục Thần cau mày, trong mắt lóe lên sát ý. Nhà họ Diệp đã có bản đồ này trong tay, thì làm sao? Diệp Chính Hồng có thể không biết Âm Sơn. Tại sao Diệp Chính Hồng phải che giấu? Chỉ có một cách giải thích, ông ta có liên quan đến phái Âm Sơn. Lúc này, thím Lam đã làm xong cơm, gọi họ đi ăn cơm. Từ lúc lịch kiếp, Lý Dục Thần có thể không cần ăn uống. Nhưng người nhà họ Lam nhiệt tình, anh cũng không nỡ từ chối, bèn ở lại nhà họ Lam ăn cơm. Thịt thỏ hoang là món chính, đây cả một nồi lớn, còn có một ít thịt heo rừng và thịt nai phơi khô. Cụ Nham Sơn lấy ra một vò rượu quý giá cất giấu từ lâu không nỡ uống. Cuối cùng, thím Lam bưng lên một nồi canh thịt rắn đã đun xong. Lam Ba Tử dùng muôi khuấy trong nồi nói, hôm nay con gái bị rắn cắn, phải xả giận mới được. Lam Điền hình như vẫn còn sợ rắn, nhìn chằm chằm vào nồi, không dám động đũa. Lam Ba Tử cười mắng nói, con bé này thật chẳng ra sao, bị rắn cắn một lần thì đã sợ như vậy. Lam Điền lắc đầu mạnh, chỉ vào nồi nói, đây là con rắn đã cắn con nồ. Con nói linh tinh cái gì vậy, Lam Ba Tử nói, con rắn cắn con đã chạy lâu rồi, đâu có bắt được. Lam Điền cố chấp nói, chính là con rắn đã cắn con, nó đang khóc đó. Cả nhà cùng ngẩn người, nhìn vào nồi canh. Đáy nồi có than, nước trong nồi đang sôi, thịt rắn trắng tuyết sùng sục trong nồi. Rõ ràng khí nóng cồn cuộn, mọi người lại cảm thấy âm lạnh. Con gái, đừng nói linh tinh, thím Lam mắng một câu. Đứng lên, mẹ đi đóng cửa sổ, sao mà lạnh thế? Lý Dục Thần hơi kinh ngạc nhìn Lam Điền một cái, sau đó khế vung tay lên bên trên nồi canh. Cô bé này, lại có linh nhãn trời sinh, có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy. Lam Điền cảm kích nhìn sang Lý Dục Thần, sau đó lại cúi đầu. Cô bé không còn sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối, cô bé không động vào nồi canh rắn. Lý Dục Thần cũng không nói nhiều gì. Chỉ cùng người nhà họ Lam uống rượu ăn cơm, nghe ông cụ Lam bóc phét câu chuyện trong đầm hoang.
Người trong núi hiếu khách, uống hết một vò rượu, chưa hết hứng, lại lấy ra mấy chai rượu. Cụ Nham Sơn và Lam Ba Tử say mềm, ngay cũng thím Lam cũng say ngà ngà. Chỉ còn lại Lý Dục Thần và Lam Điền tỉnh táo. Lý Dục Thần hỏi Lam Điền, cháu bị rắn cắn ở đâu? Lam Điền nói, ở ngay trong lối vào đèo sau núi, ở đó nhiều nấm, cháu và mẹ đi hái nấm. Thế bây giờ cháu đưa chú đi, chúng ta bắt con rắn đó, để nó không thể cần người nữa được không? Lý Dục Thần nói. Lam Điền do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Lý Dục Thần dắt tay Lam Điền, đi vào màn đêm tối đen. Ban đêm trong núi vô cùng tối, nhưng hình như Lam Điền không sợ tối, dẫn Lý Dục Thần đi một mạch vào. Đèo sau núi. Lý Dục Thần vẫn luôn quan sát cô bé. Tuyệt đối không phải là quen thuộc đường núi thì có thể làm được, cũng không phải là thần thức của người tu hành, mà là linh giác bẩm sinh. Lý Dục Thần bỗng nghĩ đến ánh mắt của cụ Nham Sơn khi nói với Lam Ba Tử câu, sao con biết con không phải do tiên nữ sinh ra? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.